Chương 1317, tổ địa mở ra. Tám đường tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo bùng phát ra lực lượng kinh người, thân thể hắn tràn ngập tiên khí, cũng có uy áp tản ra. Mạnh Hạo mở mắt, trong mắt của hắn có tiên quang tuôn ra, giống như hai ngọn đèn sáng chợt xuất hiện trong minh cung, thế giới ở trong hai mắt của Mạnh Hạo đã khác với trước, dường như càng rõ ràng hơn, cho dù một hạt bụi cũng đều có thể không ngừng phóng lớn trong mắt hắn, hắn thấy được kết cấu bên trong hạt bụi loại cảm giác này rất tốt. Mạnh hạo lẩm bẩm. Tám đường tiên mạch trong cơ thể hắn đã là cực hạn, bốn phía đã không có tiên khí, khó có thể tăng lên, làn khói đầu rồng đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ bị mạnh hạo hấp thu. Thời khắc này Minh Cung đã nhìn thấy rõ, rất yên tĩnh, mạnh hạo chậm rãi đứng lên, trong cơ thể truyền ra tiếng rốt rốt, một lực lượng cường hãn chạy trong cơ thể khiến hắn khiếp sợ trong lòng, đi ra tổ địa, chân tiên kiếp của ta sẽ xuất hiện. Mạnh hạo trong mắt nhán lên một cái, cảm nhận được lực lượng tăng mạnh trong cơ thể, cảm nhận được cơ duyên may mắn hắn thu được trong minh cung lần này. Một hồi lâu, mạnh hạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, rơi vào trên lò luyện đang một bên, giờ này sương mù trong lò luyện đang đã tiêu tan, bên trong chậu ngọc bất ngờ đặt một quả nếp bàn quả tỏa sáng, sáng bóng, hoàng mỹ không tì vết, có mùi hương tỏa ra, cũng có ẩn chứa đại đạo, nếp bàn quả này đã hoàn toàn sống lại mạnh hạo đi tới cạnh lò luyện đan nhìn niết bàn quả trong trầm mặt ánh mắt nheo lại một lát sau trong mắt hắn lộ ra ý quyết đoán giơ tay cầm lên niết bàn quả đặt ở trước mặt niết bàn quả niết bàn quả của lão tổ đời một mạnh hạo ánh mắt nhìn trên niết bàn quả trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn chờ đợi lâu như vậy không phải là chờ đợi niết bàn quả sao đến giờ này còn do dự cái gì chứ mạnh hạo cười tự chế dẻo hắn ngẩng đầu nhìn về phía thi thể lão tổ đời một, ông quyền cúi đầu. Tiếp đó không chút chần chừ, nếu đã quyết định, sẽ không do dự, niết bàn quả này cho dù là hấp thu linh dịch bảy màu mà sống lại, nhưng đối với mạnh hạo không có khác biệt. Bỗng nhiên hắn dứt khoát đặt niết bàn quả tại mi tâm, đánh cuộc một phen, niết bàn quả, không phải vật dùng ăn vào, mà là dung hợp với thân thể, ngay khoảnh khắc niết bàn quả chạm vào mi tâm mạnh hạo, trong đầu mạnh hạo nổ tầm một tiếng, dường như sắp nổ tung, miết bàn quả này nhanh chóng sáp nhập vào trong mi tâm, trong chớp mắt không thấy bóng dáng, nhưng thân thể mạnh hạo lại run rẩy dữ dội, một lực lượng mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể hắn, trong tiếng nổ tầm ầm, lan ra khắp toàn thân, tự thành một tuần hoàn. Trong vận chuyển không ngừng làm một cái lại một cái khu vực bế tắc trong cơ thể mạnh hạo, ngay cả chính hắn cũng không biết, ầm ầm toàn bộ khai thông, thất khiếu hắn chảy máu, thân thể hắn run rẩy, mỗi một lỗ chân lông của hắn vào giờ khắc này đều điên cuồng giãn ra từng cơn từng cơn đau nhức truyền khắp tứ chi mạnh hạo nhưng hai mắt của hắn càng phát sáng hắn không có cảm giác nguy hiểm ngược lại thì cảm nhận được của lực lượng này chạy trong khắp cơ thể là để cho mình trở nên mạnh hơn phía sau hắn xuất hiện pháp tướng mà ở sau pháp tướng này bất ngờ xuất hiện một pháp tướng thứ hai hình dáng hơi khác với mạnh hạo hoặc nhìn tương tự nhưng trên thực tế pháp tướng thứ hai này thuộc về lão tổ đời một Khí thế mạnh hơn ở trên người Mạnh Hạo ầm ầm bùng phát, toàn thân hắn tuôn tràn mồ hôi, nhưng cặp mắt sáng ngời, loại cảm giác này thì ra chính là tác dụng của Niết Bàn Quả, giúp ta ngưng tụ ra pháp tướng thứ hai, để tu vi của ta có thể phát huy ra mạnh hơn. Thậm chí, tác dụng của Niết Bàn Quả chân chính, trừ pháp tướng thứ hai ra, còn có một trọng điểm. Đó là giúp tiên mạch bản thân có thể tăng mạnh, giờ này ta có 8 đường tiên mạch, nhưng sau khi dung hợp Niết Bàn Quả này ta có thể thi triển ra, lại là lực lượng của 16 đường tiên mạch, đây chính là do Niết Bàn Quả sao? Trên mặt Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, trong cơ thể hắn rõ ràng còn là 8 đường tiên mạch, nhưng trong một chớp mắt này, hắn cảm nhận được mình có thể phóng ra lực lượng cường đại gần gấp đôi so với trước, phương vệ trước đây không có hiển lộ một màn này, hẳn là Niết Bàn Quả sau khi chân tiên mới có thể biểu hiện ra loại lực lượng kinh người này, nếu ta mở ra 100 mạch, như vậy có Niết Bàn Quả này ta có thể bạo phát ra chính là lực lượng của 200 mạch, có lẽ các tông môn gia tộc khác cũng có bí pháp tương tự, nhưng với Niết Bàn quả hiếm thấy, có thể đoán được, quy lực của các bí pháp kia khẳng định không bằng Niết Bàn quả, nếu không, phương gia cũng không có khả năng trong những năm này hiếm thấy xuất hiện Niết Bàn quả, vẫn là một trong bốn đại gia tộc, mạnh hạo thân thể run rẩy, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh, nhưng hắn đã nhận ra giữa mình và Niết Bàn quả này dường như không thể dung hợp quá lâu, Hắn ngẩng đầu vùng vẫy, tay phải chụp về phía tinh tú tỏa sáng vây quanh bốn phía thi thể lão tổ đời một kia, lần này, chỉ là một trảo tinh tú kia liền chấn động một cái, trong tiếng vù vù sáng rực lên, sau đó chợt ngừng lại giữa không trung, dường như có chút chần chờ, nhưng rất nhanh thì hóa thành một đạo cầu vòng bay tới, thoáng cái rơi vào trong tay Mạnh Hạo, hóa thành một viên tinh thần thạch lớn chừng nắm tay, trên đó còn có ánh sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp, nhìn tinh thần thạch trong tay mạnh hạo bóc mạnh một cái ngay khoảnh khắc bóc mạnh tinh thần thạch này từ trong tinh thần thạch truyền ra một tràng dao động sau khi rơi vào trong đầu mạnh hạo lại hóa thành những đoạn khẩu quyết khẩu quyết này chính là nhất niệm tinh thần biến khó trách nhất niệm tinh thần quyết trước đây không có tộc nhân nào có thể thu được nó có quan hệ với minh cung mà trọng yếu hơn là nhất niệm tinh thần quyết này chỉ có một người có thể hiểu rõ một khi truyền thừa trừ phi người đó chết đi nếu không không có người thứ hai có được bởi vì nhất niệm tinh thần biến là đạo pháp mà cũng không phải đạo pháp là pháp bảo mà cũng không phải pháp bảo mà là một loại khiến sau khi người và pháp bảo dung hợp trong khoảng thời gian ngắn bùng phát ra ý vô địch mạnh hạo lập tức hiểu rõ tay phải lần nữa bóp mạnh không ngờ tinh tú trong lòng bàn tay lập tức hòa tan biến thành chất lỏng màu đen bao trùm bàn tay mạnh hạo rồi chui vào tràn ngập toàn thân tiếp đó bất ngờ tại mắt trái của hắn xuất hiện một cái đống sao, đống sao này rất quỷ dị, khi chớp động, dường như con mắt trái mạnh hạo biến thành tinh không, cũng có một dao động đáng sợ, dường như ánh mắt có thể từ trong con mắt trái hắn xuyên thấu qua. Nếu có người nhìn nhau với hắn, nhất định sẽ nổi lên lòng kính sợ, sau khi hấp thu tinh thần thạch, thân thể mạnh hạo run rẩy kịch liệt hơn, cặp mắt co rút lại, trên mặt nổi gân xanh, dường như sắp nổ tung, trong cơ thể hắn cũng có tiếng nổ ầm ầm vang trời, trên mi tâm của hắn niết bàn quả trước đó biến mất đang chậm rãi xuất hiện dường như không thể kiên trì thêm lâu nhưng đúng lúc này mạnh hạo cảm nhận được mãnh liệt trên niết bàn quả không ngờ phát ra một dấu vết của đạo loại đạo đó dường như ẩn chứa tinh không bầu trời ẩn chứa vô số thuật pháp đủ loại thần thông thậm chí còn có một chút suy nghĩ không thuộc về mạnh hạo dường như đó là trí nhớ của một người là dấu vết của một người đã từng tồn tại ý thương tan viễn cổ trong đầu mạnh hạo xuất hiện một bộ hình ảnh trong hình ảnh đó có một nam nhân trung niên tóc trắng bay phất phới vòng ngoài thân thể có bốn cái niết bàn quả mỗi một quả đều tản ra khí tức khiến mạnh hạo cảm thấy kinh khủng không ngừng biến hóa bất kỳ một quả nào đều có thể làm cho tinh tú sụp xuống khai thiên lập địa người này chính là lão tổ đời một trong mắt lão mang theo ý chấp nhất bốn phía có vần sáng đang không ngừng phóng về hướng một địa phương chí cao vô thượng mạnh hạo muốn nhìn xem nhưng không có cách nào chống đỡ sắc mặt tái nhật khi trên mi tâm của hắn, miết bàn quả tự mình bay ra, rơi vào trong tay hắn, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi. Mạnh hạo khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tĩnh tọa, điều dưỡng một lát sau, lần nữa mở mắt, thân thể hắn đã khôi phục đỉnh phong. Mạnh hạo hít sâu một hơi, ổn định tâm tư, yên lặng tính toán thời gian, 30 nhịp thở, miết bàn quả của lão tổ đời một, dù sao không thuộc về mình, với tu vi của mình giờ này, chỉ có thể dung hợp 30 nhịp thở nếu là niết bàn quả của mình, thì có thể dung hợp vĩnh viễn. Mạnh hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, lão tổ đời một trong hình ảnh, đang muốn đi tới nơi nào. Đây hẳn là một đoạn ký ức trong niết bàn quả, mà tác dụng của niết bàn quả, có lẽ. Mạnh hạo nghĩ tới trong hình ảnh, bên cạnh lão tổ đời một vây quanh bốn cái niết bàn quả, mỗi một cái, đều tản ra khí tức khiến thiên địa rung rẩy, phương vệ. Mạnh hạo trầm mặt một lát, lúc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một chút tàn nhẫn, cuối cùng hướng về phía lão tổ đời một cúi đầu thật sâu, sau đó vất tay một cái, lập tức cửa đại điện minh cung kẹt kẹt, mở ra, thân thể hắn ngán một cái, cất bước đi ra, nên ra ngoài rồi, trong vụ trung thiên, mạnh hạo lấy ra cây đèn đồng thau, lập tức sương mù bốn phía ầm ầm chấn động, đồng loạt tản ra xuất hiện lối đi trước đó hắn đi vào nơi này, cất bước đi ra, tốc độ của mạnh hạo lúc này nhanh hơn nhiều, sau mấy canh giờ, ngờ từ bên trong vụ trung thiên bay ra. Khoảnh khắc bay ra, Mạnh Hạo không có thấy phương đạo hoàng, nhưng hắn lại cảm nhận được, ở tổ địa xa xa, mở ra một cái lốc xoáy to lớn, cửa trở về, đã mở. Mạnh Hạo nhìn tới nơi đó, hắn không biết cửa này đã mở bao lâu, hiển nhiên đám người phương đạo hoàng đã đi ra ngoài rồi, chờ đợi Mạnh Hạo, chỉ có binh dũng. Ngay lúc Mạnh Hạo đi ra, trong mắt binh dũng xuất hiện tia sáng, Mạnh Hạo quay đầu nhìn về phía binh dũng, trong mắt có chút không đành lòng. Trước đó ngay trên người binh dũng hắn nhìn ra một chút đầu mối, giờ này tu vi hoàn toàn khác trước, coi lại càng rõ ràng hơn. Trên người binh dũng trong những năm tháng chờ đợi mạnh hạo này, đã xuất hiện một chút biến hóa mạnh hạo không hiểu, tiên khư đã đồng hóa cùng phiến tổ địa này, ở chỗ này, nó có thể tồn tại vĩnh hằng, giữ vững thực lực ở đỉnh phong, nhưng một khi đi ra ngoài, nó sẽ không kiên trì được bao lâu, nếu không trở về sẽ lập tức mục nát, dường như chỉ trong thời gian ngắn ngủi nó đi hết mấy vạn năm. Phương pháp mang nó đi là ta phải có một khối tiên khư, chỉ có như vậy mới có thể mang theo binh dũng rời khỏi nơi này lâu dài. Mạnh hạo nhoáng một cái, ngồi trên vai binh dũng. Thân thể binh dũng trong tiếng nổ tầm ầm trở nên lớn, thi triển tốc độ cao nhất chạy thẳng phía lối ra, càng đến gần lối ra, cảm giác tiêu tan trên thân binh dũng càng mãnh liệt. Mạnh hạo khẽ thở dài một tiếng, sau khi xác định chuyện này, mặc dù hắn không đành lòng, nhưng tuyệt đối không thể để binh dũng bị thương tổn lần nữa hóa thành pho tượng đi ta đáp ứng với ngươi cuối cùng sẽ có một ngày ta đến đưa ngươi rời khỏi nơi này đáng tiếc sau khi tổ địa đóng cửa liên hệ giữa chúng ta sẽ bị cắt đứt tại bên cạnh dãy núi vỡ nát binh dũng đã từng tồn tại mạnh hạo nhìn binh dũng nhẹ giọng nói mạnh hạo vừa nói dứt lời trong mắt binh dũng nhoáng lên một cái nhấc tay phải lên thanh kiếm lớn trong tay nó ầm một tiếng trực tiếp xẹt qua bầu trời, lộ ra một cái khe nứt, chỉ kém một chút là sẽ bị xuyên thấu. Mạnh hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, chương 1318, phong vân khởi. Trên đông thắng tinh, ngoài đại điện của phương gia tổ trạch, gần như tất cả tộc nhân của phương gia đều có mặt khắp các chỗ của tổ trạch. Số chứa không hết, buộc phải ở vòng ngoài, ngay cả đang đạo nhất mạch, tất cả đan sư, dược đồng đều đang ngóng nhìn. Ngoại trừ phương gia, các thế lực khác cùng với tu sĩ trên đông thắng tinh trong mấy mấy ngày này nghe nói về mạnh hạo cũng đang chờ đợi thậm chí tất cả tông môn gia tộc của đệ cửu sơn hải đều có không ít người tới muốn đến nhìn xem rốt cuộc là dạng người gì lại khiến cho tất cả tân tấn chân tiên thanh danh hiển hách của đệ cửu sơn hải giờ này đều để ý coi trọng như vậy mạnh hạo vẫn chưa đi ra tên của hắn đã truyền khắp đệ cửu sơn hải theo sự ngóng nhìn của mọi người phương vệ khoanh chân ngồi ở ngoài đại điện hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ý lạnh lùng, nhìn về phía đại điện. Đúng lúc này, đại trưởng lão đứng ở ngoài đại điện, trầm mặt một lát, dường như hạ quyết tâm, tay phải đưa lên vung một cái. Dưới cú phất tay này, thiên địa oanh minh, trong đại điện bất ngờ xuất hiện một cơn lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, thậm chí dâng lên thật cao, xuyên thấu đại điện xuất hiện ở giữa không trung, đều bị mọi người thấy được. Tổ địa khai mở rồi, phương hạo sắp ra rồi hắn đi ra thì có ích lợi gì vệ công tử muốn hắn chết hắn nhất định phải chết đáng tiếc huyết mạch của hắn cao hơn so với vệ công tử tư chất xem ra ra cũng không kém nhưng về mặt chân tiên này thì chậm lại chậm một bước 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 đều chậm càng không cần phải nói sau này chân tiên đạp cổ thành tựu cổ cảnh bốn phía tộc nhân ồn ào bàn tán phương tây nắm chắc quả đấm thần sắc lộ ra vẻ lo lắng sau khi hít sâu một hơi hắn vẫn tin mạnh hạo có thể xuất hiện kỳ tích phương hạo ca nhất định phải thắng. Phương vệ nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng sát cơ thoáng hiện lên trong mắt, chiến ý dạt dào, càng lộ vẻ kịch liệt. Vào lúc mọi người đều chú ý, ánh mắt của hắn mang theo vẻ sắc bén nhìn về phía lốc xoáy, hắn chờ thật lâu, chờ chính là giờ khắc một ngày này đến, hắn muốn làm cho cả phương gia, khiến cho tất cả tông môn gia tộc của đệ cửu Sơn Hải đều biết, phương vệ hắn mới là thiên kiêu thời đại này của phương gia. Phương vệ hắn mới là lương đống tương lai của phương gia sỉ nhục ở ngày đông thăng, hôm nay phải triệt để rửa sạch, tương lai của hắn sẽ không dừng lại ở chân tiên. Tất cả chân tiên của tông môn gia tộc của đệ cửu Sơn Hải trong thời đại này đều là hậu tích bạc phát, đều là chờ đợi rất lâu, không chỉ là vì thành tựu chân tiên, mà còn có sự theo đuổi xa hơn, tích lũy ở linh cảnh, trở thành chân tiên, tích lũy tại tiên cảnh, bước chân vào cổ cảnh, phương hạo, ngươi chỉ là hòn đá dưới chân ta. Tác dụng của ngươi, chỉ là để cho ta đạp lên ngươi, càng đi càng cao. Thần sắc của phương vệ càng phát ra vẻ ngạo nghễ, nội tâm lạnh như băng, sát cơ mạnh hơn, cả người giống như một lợi kiếm sắp rút ra khỏi vỏ, vô số ánh mắt ngưng tụ, chẳng những là tộc nhân của phương gia, còn có các tông môn gia tộc của đệ cửu Sơn Hải, cũng đều với bất đồng phương thức, ngóng nhìn nơi này, muốn đi nhìn một chút, rốt cuộc là dạng người gì, lại có thể bị nhiều thiên kiêu coi trọng như vậy, thời gian dường như động lại, Thế giới dường như yên tĩnh. Giờ khắc này, tiêu điểm của vô số ánh mắt người đều ở cửa ra của tổ địa, lốc xoáy giữa không trung chậm rãi chuyển động. Đột nhiên, bên trong tia sáng lóng lánh giống như là mặt nước vậy, chậm rãi lộ ra một thân ảnh, chớp mắt thân ảnh ấy xuất hiện, vô số cặp mắt co rút lại, vô số hơi thở dừng lại, sát cơ của phương vệ trong phút chốc mãnh liệt đến cực hạn, khiến cho bầu trời oanh minh dường như nhiệt độ lập tức thấp xuống, nhưng rất nhanh sau đó mọi người đua nhau sửng sốt. Bọn họ lập tức nhìn thấy được, người từ trong lốc xoáy đi ra. Là một lão già, lão già này tóc trắng xóa, sau khi đi ra, thần sắc kích động, dường như là sống sót sau tai nạn, thân thể đang run rẩy, dường như trong tổ địa này đã trải qua chuyện kinh khủng gì, Thủy chung lo lắng đề phòng, thời khắc này ông ta rốt cục trầm tĩnh lại, nhưng đồng thời, còn có sự thấp thỏm cùng khẩn trương, dường như đối với tương lai của mình, tràn đầy ảm đạm không phải Phương Hạo, lão là, ông ta là Phương Thủy Vân trưởng lão, ông ta sao lại đi ra từ trong tổ địa. Tộc nhân của Phương gia đều ngẩn ra, khi nhìn thấy lão già này, Phương Tú Sơn sửng sốt, sau đó hơi biến sắc mặt, đại trưởng lão nơi đó cũng nhíu mày. Sau khi lão già đi ra, ngẩng đầu lập tức liền thấy vô số tộc nhân ở bốn phía, thấy được ánh mắt của bọn họ, ông ta sửng sốt một chút, sau đó khi thấy được Phương vệ khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, lão già nội tâm cả kinh. Từ trên người của phương vệ, cảm nhận được chân tiên, hắn thành chân tiên, ta hiểu rồi, Phương Tú Sơn thì ra là như vậy. Lão già ánh mắt tràn ngập tia máu, chợt nhìn về phía Phương Tú Sơn trong đám người, "Phương Tú Sơn, lão phu không để cho ngươi yên đâu, ta và ngươi không chết không thôi." Lão nói ra lời này, bốn phía lập tức ồ lên, đều không hiểu vì cái gì mà Phương Thủy Vân trưởng lão nói ra một câu như vậy, khiến cho người ta không rõ chân ý của lời nói nhưng không đợi tộc nhân của phương gia nghị luận, lốc xoáy sau lưng lão già lập tức lần nữa chuyển động ầm ầm, lại có thân ảnh hiển lộ từ bên trong, tia sáng lần nữa lóng lánh, đi ra ba người, không có mạnh hạo, ba người này xuất hiện, khiến cho tộc nhân của phương gia đua nhau chấn kinh, bởi vì ba người này, không ngờ cũng đều là trưởng lão trong gia tộc. Bốn phía tộc nhân đua nhau kinh ngạc, từng người đều mắc lộ suy tư, đều đang suy đoán vì cái gì mà mấy vị trưởng lão này đi ra từ trong tổ địa. Bọn họ cho rằng, kẻ đi ra phải là Mạnh Hảo mới đúng. Phương Tú Sơn, ngươi phải chết không yên thay. Phương Tú Sơn, bọn ta chờ người một câu trả lời. Chuyện này chúng ta không để yên. Phương Tú Sơn, ngươi gài bẫy bọn ta như thế. Thù này, ta nhớ kỹ. Ba người sau khi xuất hiện, giống như lão già trước vậy, sau khi nhìn thấy phương vệ chân đạt đến tiên cảnh, lập tức phẫn nộ nhìn Phương Tú Sơn, thanh âm băng hàng, dường như hận đến trình độ khắc cốt ghi tâm bọn họ không phải là không thể nhẫn mặc dù là mấy ngày này nhận vì chuyện của mạnh hạo bọn họ rất bị động nhưng với tu vi cùng tâm trí của bọn họ tự nhiên sẽ hiểu chuyện này làm lớn ra đối với bọn họ cũng bất lợi nhưng khi tổ địa mở ra bọn họ tính toán với phương pháp phương tú sơn cấp cho bọn họ lặng lẽ vô tức rời đi nhưng khi đi ra tổ địa lại phẫn nộ phát hiện phương tú sơn đưa cho bọn họ phương pháp căn bản không có hiệu quả bọn họ lập tức ý thức được đối phương là muốn nhóm người mình chết vô luận là có thành công đánh chết mạnh hạo hay không bọn họ tự tiện xông vào tổ địa đều sẽ bị trừng phạt tử vong còn đối với phương tú sơn bọn họ nghĩ nhất định là có phương pháp khắc thoát thân vốn là bọn họ còn không rõ lắm cụ thể nhưng sau khi kiên trì từ xuất khẩu ra được ngoài bọn họ đã nhận ra phương vệ có chân tiên cảnh giới lập tức hiểu ngay dựa vào cảnh giới chân tiên của phương vệ phương tú sơn thân là phụ thân của phương vệ nhất định có biện pháp hóa giải chuyện này gần như không hẹn mà cùng một ý bọn họ dứt khoát cho rằng đó là hành động ám hại của phương tú sơn cho nên mấy người này sau khi ra ngoài trước hết nhìn phương vệ rồi sau đó nhìn về phía phương tú sơn nổi giận quát phương tú sơn sắc mặt thay đổi mấy người này đúng là y mời vào đánh chết mạnh hạo người vốn là dựa theo kế hoạch khi tổ địa mở ra mấy người này sẽ trở về với những phương thức khác không là thông qua cửa của tổ địa nhưng sự tình phát triển không ngờ cải biến to lớn như thế nhất là lời nói của mấy người này lập tức khiến cho sắc mặt của phương tú sơn vô cùng khó coi y nheo cặp mắt lại lộ ra vẻ âm lãnh đúng lúc này đại trưởng lão phất ống tay áo một cái đủ rồi chuyện của các ngươi để lát nữa gia tộc xử lý hiện tại còn không lui xuống mấy trưởng lão từ lốc xoáy đi ra từng người hung hăng nhìn quét qua phương tú sơn kiên kỵ đại trưởng lão trầm mặt lui xuống gần như đồng thời với lúc bốn người này lui xuống trong lốc xoáy, tia sáng lần nữa lấp lánh. Lần này, ánh mắt của mọi người xung quanh đua nhau ngưng tụ lại, Phương vệ thì ở nơi đó nhíu mày, cũng theo đó ngóng nhìn, nhưng theo lốc xoáy chuyển động, bên trong từ từ xuất hiện hai thân ảnh, vẫn không phải là Mạnh Hạo, mà là Phương Đạo Hoàng cùng Phương Lâm Hà, hai người này trước vốn là muốn ở trong tổ địa chờ Mạnh Hạo đi ra, mà khi cửa tổ địa sau khi mở ra, không đợi hai người kịp phản ứng, một luồng gió quét tới từ bầu trời trực tiếp quét ngang, cuốn hai người ly khai vụ trung thiên, khi xuất hiện trở lại, đã đến gần vị trí cửa ra, hai người kinh hãi, không biết tại sao lại như thế, sau khi thương nghị với nhau, mới đi ra khỏi cửa, không ngờ lại vẫn không phải là phương hạo, có ý tứ, trong tổ địa lại có sáu vị gia tộc trưởng lão, bọn họ làm sao lại đi vào đó, đi vào với mục đích. Vì là cái gì, phương hạo cũng ở trong tổ địa, hay là... Hay là mục đích của mấy trưởng lão này? là muốn gia hại phương hạo khoảnh khắc phương đạo hoàng cùng phương lâm hà đi ra thân ảnh hiển lộ trong mắt mọi người trong tộc nhân tứ phía tự nhiên có người thông minh ánh mắt chớp động đã phân tích ra đáp án gần chính xác nhất là người của dòng chính càng tức giận ngập trời không ít trưởng lão dòng chính đã cất bước đi ra thập cửu thúc của mạnh hạo toàn thân lửa giận ngập trời trong mắt lộ ra sát cơ hiếm thấy đối tộc nhân của mình phương tú sơn cười lạnh không thèm để ý chút nào nếu như phương vệ không thành chân tiên Hết thảy đối với hắn mà nói, tất nhiên là bị trách phạt. Nhưng nếu như phương vệ đã trở thành chân tiên, tự nhiên sẽ bất đồng. Có lục tổ đại nhân che chở, một phương hạo nhỏ nhoi, coi là cái gì? Phương Tú Sơn nội tâm bình tĩnh, bên cạnh là tổ phụ của phương vệ. Lão già này hơi nhíu cặp chân mày, trầm mặt im lặng. Phương Đạo Hoàng cùng Phương Lâm Hà dùng ánh mắt quét qua mọi người khắp bốn phía, trầm mặt im lặng, không quát mắng Phương Tú Sơn mà là khoanh chân ngồi ở ngoài lốc xoáy, đối với ánh mắt đến từ bốn phía, không để ý chút nào, một màn này, khiến cho không ít người nội tâm chợt động. Đại trưởng lão hai mắt hơi co rút lại, cho dù là lão, cũng đều bắt đầu nổi lên cơn kinh ngạc, thời gian trôi qua, một nén nhang sau, bỗng nhiên, lốc xoáy lần nữa chuyển động, lần này chuyển động, trước nay chưa có, quanh minh như lôi đình, trong nháy mắt liền khuếch tán bát phương. Theo sự chuyển động, dần dần một thân ảnh dong dỏng cao từ từ xuất hiện trong lốc xoáy không đợi thân ảnh ấy đi ra lập tức trên bầu trời đông thắng tinh phong lôi cổn cổn hình như có tiếng trống giận quanh quẩn trên bầu trời tầng mây ngưng tụ từ bát phương trong chớp mắt liền tạo thành kiếp vân kiếp vân này long trời lỡ đất khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều mở to mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin cùng bởi vì kiếp vân này quá lớn tràn ngập cả đông thắng tinh thậm chí nếu nhìn từ tinh không trong tinh không Đông Thắng Tinh bị một đoàn mây mù to lớn vờn quanh, cả đệ cửu Sơn Hải, vào giờ khắc này, đều sấm chớp vang rền, bởi vì phạm vi của kiếp vân này. Đang không ngừng khuếch tán, Phạm Đông Nhi cũng tốt, phương vệ cũng được, trước lúc này, tất cả khi bước chân vào nhóm thiên kiêu chân tiên, không có một ai khi đạp bước vào chân tiên lại xuất hiện kiếp vân long trời lỡ đất, trung chuyển đệ cửu Sơn Hải như thế, so sánh cùng kiếp vân này, chân tiên kiếp của bọn họ trước đây giống như trò đùa, cái này. Đây là kiếp gì thế? Tất cả tu sĩ chứng kiến một màn này, trong đầu đều kêu ông lên một tiếng, đăng bởi admin, chương 1319, Chí Tôn Thiên Kiếp. Giờ khắc này, Đông Thắng Tinh tu sĩ bị kinh động đến rồi. Phương gia tộc nhân cũng bị, thậm chí tu sĩ của tất cả tông môn gia tộc của đệ Cửu Sơn Hải, phàm là chú ý đến nơi này, đều bị kinh động, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, nhìn kiếp vân bao trùm cả Đông Thắng Tinh nhìn luồng kiếp vân cuồn cuộn không ngừng tản ra, tâm thần oanh minh, cái này. Đây là tiên kiếp gì? Tại sao có thể có loại tiên kiếp này? Cái này nhất định không phải là kiếp vân, chẳng lẽ là xảy ra biến cố kinh thiên gì? Hạo kiếp như thế, không có nhân năng. Đông thắng tinh ồ lên, đệ cửu Sơn Hải cũng ồ lên. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều lộ ra vẻ không tin cùng hoảng sợ. Nhất là những thứ thiên kiêu của các tông và gia tộc kia, ai ai cũng trố mắt liếu lưỡi, trong đầu quanh quẩn tiếng nổ ầm ầm trước nay chưa từng có, phương vệ ngẩn ra ở nơi đó. Hắn ngẩn phát đầu, nhìn chầm chầm kiếp vân vô biên vô tận trên bầu trời. Thân thể hắn có chút run rẩy, thần sắc của hắn đại biến, nội tâm của hắn có một thanh âm thất thanh khó tin, không có nhân năng, giờ khắc này, Phạm Đông Nhi ở trong cửu hải thần giới. Trước mặt nàng có một quả thủy tinh to lớn, trên đó có hình ảnh. Đấy là cảnh trên đông thắng tinh sắc mặt nàng trắng nhợt, trong hai mắt của nàng lộ ra vẻ khó tin, kinh ngạc nhìn kiếp vân trong thủy tinh, thậm chí nàng cũng không cần thiết nhìn trong thủy tinh, thần thức tản ra, nàng có thể cảm nhận được ở trên đệ cửu hải, vì biến hóa trên đông thắng tinh, mơ hồ truyền đến dao động kinh người, là hắn sao? Nhưng hắn cho dù là thành tựu chân tiên, cũng không có nhân năng xuất hiện kiếp vân nghe rợn cả người như thế, hắn, rốt cuộc là tích lũy sâu bao nhiêu, mới có thể vào giờ khắc này, bạo phát đến trình độ như vậy, Triệu Nhất Phàm ở trong Thái Hành kiếm tông, ngơ ngác nhìn bầu trời, trong đầu ông ông. Đạo tâm của hắn vốn là đã lành lại, vì trở thành chân tiên mà lấy lại sự tự tin, nhưng vào giờ khắc này, sụp xuống một góc, tại sao có thể như vậy, hắn thành chân tiên, cùng chúng ta không giống nhau. Triệu Nhất Phàm thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói nhỏ, giờ khắc này, Phương Đằng Phi ở tại Phương gia, hai tay của hắn nắm chặt trên mặt nổi lên gân xanh, không thể bình tĩnh, hắn thành chân tiên là cái gì? Tống La Đan, Vương Mộc, Thái Dương Tử, còn có Tôn Hải, tất cả chân tiên mới tấn cấp đều trong thời khắc này, trong đầu óc cùng tâm thần đồng thời oanh minh, Lý Linh Nhi nhìn bầu trời, nàng cùng Mạnh Hạo quan hệ có chút phức tạp, thời khắc này trong đầu rất rối loạn. Mạnh Hạo có thể thành chân tiên, nàng không bất ngờ, nhưng nàng bất kể như thế nào cũng không thể nào tin nổi kiếp vân của mạnh hạo không ngờ lại, khó tin như thế. Sở Ngọc Yên cùng đan quỷ cũng đều cảm nhận được khí tức biến hóa trong thiên địa. Trên nam thiên tinh, cha mẹ của mạnh hạo, đồng dạng ngẩng đầu. Giờ khắc này, đông thắng tinh nằm dưới sự chú ý của mọi người. Tộc nhân của phương gia đua nhau sắc mặt biến hóa, mang vẻ khó tin, nhìn về phía lốc xoáy trước cửa ra của tổ địa, lên trên thân ảnh từ từ hiển lộ ra từ trong mơ hồ, là bởi vì hắn sao lòng dạ của mỗi người của phương gia đều xuất hiện một dạng chấn động như vậy. Phương Tú Sơn ngây người, phương vệ tổ phụ cũng hít ngược một hơi, ngay cả đại trưởng lão, giờ khắc này cũng trong đầu vù vù, trận mắt há hốc mồm, cũng liền vào đúng lúc này, trong lớp xoáy, thân ảnh mạnh hạo chậm rãi đi ra. Khi chân phải của hắn trước tiên bước ra khỏi lớp xoáy, hiển lộ ra giới bên ngoài, thiên địa anh minh, với một loại khí thế dường như muốn xé rách hư vô, hủy diệt tất cả chúng sinh, rầm rầm bạo phát dường như ở trong tầng mây vô biên đó, ẩn chứa một tôn tiên thần, đang rống giận hướng về mặt đất, hướng về tinh không. Theo tiếng rống giận đó, trong tầng mây phút chốc trở thành màu đỏ như lửa, giống như một loại ngọn lửa bùng cháy, phóng mắt nhìn lại, cả bầu trời đều là mây đỏ, mà trong tinh không, cùng một dạng như thế, dường như chứng đang chứng kiến mạnh hạo xuất hiện, chứng kiến, một vị tiên trước nay chưa có, xuất hiện ở đệ cửu Sơn Hải, giờ khắc này, thậm chí lão tổ của các tông các gia tộc, đều thức tỉnh. Theo sự thức tỉnh của từng lão tổ hàng năm bế quan đó, cho dù là tam đại đạo môn, cũng đều bị một màn này ở đệ cửu Sơn Hải làm cho chấn động. Trong tổ trạch của phương gia, bao gồm đệ thất tổ mới trở về, bảy người đều thần sắc chợt đại biến, cho dù là thân là địa tổ của phương gia, đại ca trong miệng của đệ thất tổ, cũng động dung, nhưng lại là nghi hoặc nội tình tích lũy càng sâu, thì tại thời khắc tiên kiếp bạo phát, lại càng kinh người, nhưng kiếp vân của đứa nhỏ này, vì cái gì ta cảm thấy có chút nhìn không thấu. Phương gia địa tổ, nếu truy ngược dòng huyết mạch, là cùng một hệ với mạnh hạo, đạo cảnh đại năng này lẩm bẩm nói nhỏ, tích lũy của hắn, rốt cuộc là đến cái trình độ khủng bố gì, trước nay chưa có, lão phu không đọc được ở trong bất kỳ điển tịch nào, khi bước chân vào chân tiên, có thể xuất hiện kiếp vân hạo kiếp như thế, những lão tổ của các tông gia tộc khác, đều ngẩng đầu, ngóng nhìn tinh không, nhìn về phía đông thắng tinh, tích lũy thật sâu, chỉ có ở tại linh cảnh, đem tu vi đạt tới có thể so với 90 mạch trở lên, mới có loại kiếp vân này, nhưng cũng có cái gì đó không đúng. Kiếp vân này, không khỏi quá to lớn một chút, trong cửu hải thần giới, bên cạnh Phàm Đông Nhi, sư tôn của nàng, vị đạo cảnh lão ẩu kia cao mày lên tiếng, đồng thời trong lúc đó, lão tổ của các tông môn gia tộc, mỗi người đều nhíu mày, cùng có phán đoán tương tự như lão ẩu nơi đó, kiếp vân này, không bình thường. Người này cho dù có kiêu dương như thế nào đi nữa, cho dù có tích lũy sâu hơn nữa, cũng không có nhân năng xuất hiện loại kiếp vân có trình độ này. Đây cơ hồ không phải là kiếp vân, mà là dị tượng, có lẽ người này dùng bí pháp hay thủ đoạn gì đó, những lão tổ các tông các gia tộc đua nhau nhìn ra đầu mối, nội tâm có rất nhiều đoán, ngưng thần nhìn Đông Thắng Tinh. Lúc này, thân thể của Mạnh Hạo Triệt để cất bước đi ra từ trong lốc xoáy, khoảnh khắc khi hắn đi ra, thiên địa sấm sét kiếp vân ầm ầm, cấp tốc cuồn cuộn, có từng tia chớp màu đỏ đi xuyên qua trong tầng mây, tản ra khí tức kinh khủng. Đồng thời, trong tinh không, kiếp vân lần nữa thô bạo khuếch tán, phản phất có thiên quân vạn mã bay nhanh bên trong. Tiếng ầm ầm khiến cho kiếp vân khổng lồ hơn, từ xa nhìn cảm thấy vô cùng yêu dị, cử thế chấn động, ngay cả quý gia của đệ cửu sơn cũng đều động dung. Một đạo ánh mắt thương tan từ chỗ của quý gia tại đệ cửu sơn chợt phủ xuống đông thắng tinh, ánh mắt này, mang theo uy áp, chú ý trên người mạnh hạo, thần sắc mạnh hạo bình tĩnh, thân thể cao dong dỏng, trường bào phất phơ, tóc dài phiêu diêu, hai mắt của hắn sâu sắc, như ẩn chứa tinh không vô tận, nhất là mắt trái hiện đống sao, càng làm cho người ta dường như bị nhiếp thủ cả linh hồn qua luôn khi bị hắn nhìn, hắn đứng ở ngoài lốc xoáy, khí tức trên người như thường, nhưng bầu trời màu đỏ sau lưng của hắn, còn có kiếp vân cuồn cuộn gầm thét kia, khiến cho mạnh hạo đứng ở nơi này giống như tiên thần phương vệ so sánh cùng hắn, chỉ từ bề ngoài mà xét, liền trong nháy mắt bị thua cuộc. Trên người của hắn, xa hề có không có loại khí thế như mạnh hạo giờ khắc này, đó là sự bá đạo. Bất kể thiên địa chấp nhận hay không, ta nếu thành tiên, ngươi chấp nhận cũng chấp nhận, không nhận cũng phải chấp nhận, phương hạo, khí thế như vậy, kiếp vân như thế, là phương hạo dẫn tới. Hắn cứng rắn từ tổ địa đi ra, liền dẫn tới kiếp vân khó tin như thế. Hắn cũng muốn bước chân vào chân tiên, chân tiên kiếp của vệ công tử so với trước mắt, bé nhỏ không đáng kể, hạo công tử này, hắn, khiến cho người ta kinh hãi. tộc nhân Cuba A Phương Gia nhìn mạnh hạo nhìn kiếp vân bầu trời kinh khủng trên bầu trời, mỗi một người đều hít ngược một hơi, mạch dòng chính, toàn bộ kích động, phương Tây nơi đó phấn chấn nắm chặt quả đấm, mang theo vẻ mong đợi, nhìn về phía mạnh hạo, phương hạo ca, nhất định phải thành công, đúng lúc này, thân thể phương vệ run nhẹ nhẹ. Hắn bị khí thế này của Mạnh hạo xuất hiện cùng với kiếp vân kinh khủng trên bầu trời làm cho chấn động, bị ép gần như không thở được. Trên mặt của hắn nổi lên gân xanh, hắn chợt đứng lên. Phương Hạo, ngươi có dám đánh một trận với ta hay không? Phương vệ hét lớn một tiếng, thanh âm như lôi đình, ầm ầm truyền ra, trong mắt của hắn sát cơ mãnh liệt, khí thế trên người hắn cũng vào giờ khắc này cuộc khởi, lực lượng đến từ 98 tiên mạch trong cơ thể hắn, trong một cái chớp mắt này bạo phát ngập trời phía sau hắn xuất hiện pháp tướng dường như muốn chống đỡ thiên địa mạnh hạo thần sắc bình tĩnh nhìn phương vệ một cái đợi ta đẩy ra tiên môn không cần ngươi chiến ta ta sẽ từ chỗ của ngươi lấy lại cố vật của ta mạnh hạo nhàn nhạt lên tiếng ngẩng đầu nhìn về kiếp vân phía bầu trời trong mắt của hắn lộ ra một chút chiến ý dạt dào chờ lâu như vậy rốt cục chờ đến một ngày này chân tiên vào thời khắc này thân thể mạnh hạo bỗng nhiên bay lên trong ánh mắt của mọi người nhắm thẳng tới bầu trời tiên kiếp còn không phủ xuống mạnh hạo thần sắc thủy chung bình tĩnh nhưng chiến ý lại càng đậm thanh âm bỗng nhiên truyền ra quanh quẩn bát phương xuyên thấu kiếp vân khiến cho tầng mây trên bầu trời móc méo vào phía trong như bị một cỗ lực lượng vô hình thế như chẻ tre cho đến khi tạo thành một cái hố to trong tầng mây ngay sau đó xuyên thấu qua hố to của tầng mây này một tòa tiên môn sau khi để cho mọi người nhìn thấy đều gần như nghẹt thở rầm rầm phủ xuống tinh không. Tiên môn này quá lớn, khi giáng xuống, dường như đông thắng tinh ở trước mặt nó giống như một đứa bé con bình thường. Tiên quan vô tận, có vô số phù văn lóng lánh trên tiên môn, bốn phía cũng có mây mù phiêu tán, theo sự phủ xuống, bất ngờ xuất hiện ở ngoài đông thắng tinh. Tiên môn như thế, vượt qua tất cả tiên môn mà chân tiên đa bốn từng gặp, khi nhìn đến thấy tiên môn này, sắc mặt phương vệ tái nhật. Tiên môn trước đó của hắn, ngay một thành của cửa này cũng chưa tới thậm chí bốn phía của tiên môn từng tòa cung điện to lớn nội hiển lộ ra trên tầng mây giống như là thiên cung vậy những cung điện này vô biên vô tận chẳng những ở đông thắng tinh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy được mà ở ba đại tinh tú khác cũng có thể thông qua phương thức khác biệt nhìn thấy được cung điện vô tận mỗi một tòa đều mênh mông vô cùng một loạt tiên uy phủ xuống đệ cửu sơn hải khiến cho đệ cửu sơn chấn động khiến cho biển thứ chín gầm thét khiến cho tất cả tông môn gia tộc tu sĩ cho dù là những lão tổ kia cũng đều thần tình thất sắc, tòa tiên môn này. Những tiên cung này. Ta biết rồi, hắn không phải dùng thông tiên đằng, mà là tự thân thành tiên. Người này lại có loại đại nghị lực này, quyết tâm lớn, đại cơ duyên như thế này, cửu hải thần giới, lão ẩu đứng cạnh phàm đông nhi hít sâu một hơi, dường như hiểu rõ hết thảy, bỗng nhiên lên tiếng, chẳng những là bà ta hiểu rõ, những lão tổ của các tông và gia tộc khác, bao gồm phương gia địa tổ, đều trong chớp mắt hoàn toàn hiểu rõ, toàn bộ động dung, thiên địa chấp nhận thì chấp nhận, không nhận cũng phải chấp nhận tự thân chứng đạo thành tiên, khó trách sẽ có kiếp vân khổng lồ như vậy, từ xưa đến nay, cửu đại Sơn Hải, hiếm thấy có người nào tự thân chứng đạo như vậy. Chỉ có địa tạng đệ tứ Sơn Hải chủ tự thân chứng đạo, vĩnh trấn địa phủ, vào giờ khắc này, trong tiên khư trên tinh không của đệ cửu Sơn Hải, trong tòa động phủ kia, đem điểm mệnh thành tự liệt 13 cho mạnh hạo đó nữ nhân áo trắng khoanh chân tĩnh tọa hai tròng mắt chậm rãi mở ra ngưng nhìn phương xa chí tôn tiên nữ tử nhẹ giọng lẩm bẩm hai mắt bình tĩnh cũng hiếm thấy xuất hiện một luồng dao động đăng bởi admin chương 1320 độ kiếp bầu trời oanh minh kiếp vân màu đỏ cuồn cuộn giống như có thiên quân vạn mã chen chút lao xuống từ trong tầng mây hóa thành tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn quanh mặt đất khuếch tán cả đông thắng tinh. Ở trong tinh không, vị trí kiếp vân bao trùm rất xa vượt ra khỏi phạm vi của đông thắng tinh, vô cùng to lớn, khiến cho bất kỳ một tông môn gia tộc nào, tu sĩ thấy một màn như vậy, đều trong tâm thần quanh quẩn sấm sét trước nay chưa có, còn có tiên cung trong mây mù kia, mọi chỗ đều là điêu lan ngọc thế, tán phát ra tiên uy kinh thiên, khuếch tán tinh tú, mơ hồ dường như có vô số thân ảnh tiên nhân. Dường như ở đó có từng chỗ tiên cung phiêu phiêu bay qua, đây là hư ảo, nhưng đệ cửu Sơn Hải từ xưa đến nay, loại này tiên cung là lần đầu tiên xuất hiện, cho dù là trong cửu Đại Sơn Hải, loại tiên kiếp xuất hiện tiên cung này cũng đều là trong truyền thuyết mới có, mà tiên môn lại càng long trời lỡ đất, sừng sững ở ngoài đông thắng tinh, cửa to lớn, mang vẻ thương tan, cũng có khí tức viễn cổ, giống như ý chí của cửu Đại Sơn Hải, rầm rầm rơi xuống, tiên kiếp như thế, tiên môn như thế, tiên cung như thế, sau cùng người khác rất bất đồng, bởi vì mạnh hạo muốn chứng tiên là chân tiên trong chân tiên trong sự chú ý của mọi người của đông thắng tinh thân ảnh của mạnh hạo như một đốm lửa bay hướng thiên không gần như khi hắn bay ra kiếp vân trên bầu trời ầm ầm một tiếng không ngừng va chạm tạo lên vô số tia chớp màu đỏ giống như một phiến hàng rào điện to lớn từ trong tầng mây trầm xuống ở giữa không trung cấp tốt ngưng tụ lại tạo thành một đạo tia chớp màu đỏ to lớn dường như muốn xé rách thiên địa trong nháy mắt bay thẳng tới mạnh hạo chính là tiên kiếp, nhưng mà dạng kiếp này, vô luận là phương vệ hay là những thứ thiên kiêu chân tiên của các tông môn gia tộc khác, từng tên sau khi nhìn thấy, đều trong nháy mắt sắc mặt biến hóa. Về phần những người khác, còn lại đều hít ngược một hơi, tiên kiếp này, so với những thiên kiếp mà những thứ chân tiên thiên kiêu kia gặp, căn bản là rất khó hình dung, cường hãn hơn quá nhiều, đã trải qua chân tiên duyên, giống như bị thiên địa chọn trúng. Người như vậy thành tựu chân tiên, nhìn có vẻ khó khăn, nhưng trên thực tế ý chí của cửu đại Sơn Hải sẽ lưu lại một tia sinh cơ, bởi vì người như thế sẽ ngưng tụ khí vận của cửu đại Sơn Hải trong người, mà thông tiên đằng, thuộc loại một loại phương pháp gian dối, không có chân tiên duyên, cho nên tiên kiếp uy lực mạnh hơn, nhưng một khi thành công đẩy ra tiên môn, thì cũng coi như được cửu đại Sơn Hải ý chí chấp nhận, chỉ có điều. Với tự thân thành tựu chân tiên, đó là một đường bá đạo nhất trong ba loại phương pháp, miệt thị thương khung khinh thường cửu đại sơn hải ý chí, chính bản thân hắn, chính là tiên, tiên của hắn, chính là chân tiên, cho nên thương không bất kể là nhận hay là không nhận, một khi hắn thành. Nhất định phải chấp nhận, nếu như khiến cho thương không cúi đầu, loại chân tiên thứ ba này trải qua tiên kiếp, không có có sinh cơ. Trong phương gia tổ trạch, trong hang đá, địa tổ cùng với sáu lão tổ khác nhìn tia chớp màu đỏ kinh người kia, lẩm bẩm nói nhỏ, giờ khắc này, những lão tổ của các tông môn gia tộc khác đều mắt nhìn không chớp một màn này vốn là một linh cảnh đạp tiên sẽ không khiến cho bọn họ để ý trừ khi bên trong tông môn gia tộc của tự thân có thiên kiêu đạp chân tiên ngoài ra những tông môn khác có người độ chân tiên kiếp những lão tổ này sẽ không thèm chú ý chút nào nhưng mạnh hạo nơi này lại khác hắn đi chính là con đường thứ ba con đường này cho dù là những lão tổ này cũng đều động dung bọn họ muốn nhìn một chút mạnh hạo có thành công trên con đường này hay không? Loại chuyện như vậy, bọn họ sống cả đời đều rất khó gặp được một lần. Thiên địa Oanh Minh, sấm sét màu đỏ kia với tốc độ không thể nào hình dung, bay thẳng tới Mạnh Hạo, khoảnh khắc tới gần, Mạnh Hạo đang ở giữa không trung, thần sắc hắn như thường, duy chỉ có chiến ý trong mắt lộ ra dạt dào, rốt cuộc đã chờ đến một ngày này. Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, chân tiên thân thể dao động, tiên mạch trong cơ thể vận chuyển, ý chí ngưng tụ, hóa thành một quyền một quyền này đánh ra đụng nhau cùng tia chớp màu đỏ đang tới nổ ầm một tiếng kinh thiên tia chớp trước mặt mạnh hạo chợt sụp đổ nhưng chỉ sụp đổ bảy thành còn có ba thành đánh vào trên người mạnh hạo nhưng mạnh hạo đứng ở giữa không trung tùy ý cho tia chớp này bao trùm toàn thân hóa thành vô số hình cung trôi đi còn đầu tóc của hắn bay tung lên ngửa mặt lên trời cười to chân tiên kiếp chỉ có chút quy lực này sao mạnh hạo nội tâm tràn đầy khát vọng hắn năm đó ở trên Nam Thiên Tinh, tận mắt nhìn thấy sư tôn đang quỷ độ kiếp, từ một khắc đó trở đi, hắn mong đợi có thể có một ngày. Tự mình độ kiếp, trong tiếng cười, bầu trời oanh minh, tầng mây cuồn cuộn, vô số tia chớp lần nữa ngưng tụ, lần này, hóa thành một đạo sấm sét càng thêm kinh người, ầm ầm mà đến, trong khoảnh khắc giáng xuống, mạnh hạo ngửa mặt lên trời hú to, thanh âm chọc thủng kim loại vỡ nát đá, khiến cho tất cả người nghe được, đều tâm thần chấn động mà thân thể mạnh hạo nhán lên một cái, bất ngờ hóa thành một con kim bằng to lớn, hai cánh mở ra, bay thẳng tới sấm sét, dường như không phải là đang độ kiếp, mà là đi thanh tẩy ở trong lôi kiếp, rầm rầm oanh, sấm sét rơi xuống, mạnh hạo hóa thành kim bằng, bốn phía nhấc lên vô số tia chớp, giống như một cái lôi cầu to lớn, trực trở trong thiên địa, trở lại. Thanh âm mạnh hạo truyền ra, kim bằng gào thét, chạy thẳng tới tầng mây trên bầu trời, một đường bay nhanh sấm sét rầm rầm phủ xuống, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, sấm sét kinh khủng, giống như dông tố vậy, liên tục đánh xuống. Trong tiếng hoành đùng này, mạnh hạo hóa thành kim bằng vẫn bay nhanh, đón tia chớp, thế như chẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, cho đến khi xông vào trong kiếp vân, một tiếng nổ rung chuyển đông thắng tinh. Vào giờ khắc này, giống như một nhịp tim của người khổng lồ, chấn động mặt đất, chấn động tinh tú, chấn động mỗi một tu sĩ, kiếp vân nổ tung, lộ ra một cái lỗ thủng to lớn tuy rằng còn không bị xuyên thấu nhưng lại mơ hồ lộ ra lỗ thủng sau tiên môn chỉ là so với tiên môn còn cách tiên cung đây là chân tiên kiếp của mạnh hạo chẳng những kiếp vân vượt ra vô số người mà phía sau kiếp vân này còn có tiên cung hắn muốn đẩy ra tiên môn chỉ có bước qua kiếp vân cùng tiên cung này thân ảnh của mạnh hạo biến ảo từ kim bằng trở về phun ra một mụn máu tươi thân thể đặng 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 lui về phía sau nhưng hai mắt của hắn lại càng thêm sáng, chiến ý mạnh hơn, áo quần của hắn hư hại, thời khắc này thân trên ở trần, tóc bay tung. Trên người của hắn, không một chút thương thế nào, thời khắc máu tươi phun ra, cảnh giới Vĩnh Hằng vận chuyển, lập tức khôi phục, một màn này, bị Phương Vệ thấy được, hắn sắc mặt khó coi vô cùng. Cặp mắt hắn lộ ra ánh sao cùng sát cơ, hít sâu một hơi, sát cơ càng mạnh hơn, Phương Tú Sơn ở một bên, sợ hết hồn hết vía hắn nắm chắc quả đấm, dưới đáy lòng nguyền rủa Mạnh Hạo. Hắn rất hy vọng Mạnh Hạo có thể chết trong tiên kiếp, nói như vậy, xong hết mọi chuyện, chết đi, nhảy con, chết ở trong tiên kiếp, đây mới là số mệnh của ngươi. Đại trưởng lão cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo trên bầu trời, hô hấp có chút dồn dập, ý niệm từ đáy lòng, không người nào có thể đoán được, mạch dòng chính vô cùng phấn chấn, cho dù là những tộc nhân bình thường, cũng đều kích động vào giờ khắc này giữa không trung, theo mạnh hạo rơi xuống, lỗ thủng trên kiếp vân bị hắn đánh mở ra, theo kiếp vân cuồn cuộn, lập tức khép lại, dường như chưa từng xuất hiện qua. Trong sự đè ép này, ti chớp, ngưng tụ bay ra, không có sinh cơ, không có khí vận, đây là khó khăn khi tự thân thành tựu chân tiên, những lão tổ của các tông môn gia tộc khác, từng người một mắt đều lộ ra kỳ quan, cửu hải thần giới, phàm đông nhi hô hấp dồn dập, nhìn thủy tinh trước mặt, nhìn hình ảnh bên trong, mạnh hạo cùng lôi kiếp đụng chạm, tiên vân bàn bạc, khiến cho nàng thất thần, sư tôn, hắn. Có thể vượt qua không? Phạm Đông Nhi nhẹ giọng hỏi, loại lôi kiếp này, cho tới bây giờ vi sư cũng không thấy qua, đó là tiên kiếp trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, kiếp nạn này là không có sinh cơ, nhưng dù sao cũng chỉ là chân tiên kiếp, sấm sét đánh xuống sẽ không vượt qua tiên cảnh quá nhiều. Nhưng mà nghe nói số lượng sấm sét không có điểm dừng, ngoài ra còn có tiên cung kia gây trở ngại rất khó lão ẩu đứng bên cạnh phàm đông nhi chậm rãi lên tiếng giờ khắc này lời tương tự vang lên bên trong các tông các gia tộc tất cả đều đang đàm luận khó khăn sao trong mắt mạnh hạo chiến ý tràn ngập gầm nhẹ một tiếng lập tức phía sau hắn pháp tướng biến ảo chỉ có một tôn pháp tướng nhưng cao chừng bảy ngàn trường khoảnh khắc pháp tướng xuất hiện thân thể mạnh hạo nhoáng lên một cái lần nữa xông về kiếp vân theo hắn bay đi thiên địa oanh minh, từng đạo sấm sét chợt giáng xuống, trong chớp mắt đã có mấy chục đạo, dường như muốn đánh chết Mạnh Hạo một cách triệt để, tiếng oanh minh truyền ra, từng tia chớp không ngừng rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tay phải nhấc lên, trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một cây trường thương, kiến một làm cán, xương trắng làm mũi nhọn, cầm trường thương trong tay, bay hướng về phía bầu trời, long trời lỡ đất, sấm sét trước người Mạnh Hạo sụp đổ, tia chớp ở phía trước hắn vỡ nát. Khi bay đến gần tầng mây, Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, pháp tướng phía sau hắn hai tay nâng lên, không ngờ lại bắt lầu kiếp vân trên bầu trời, trong khoảnh khắc bộ mặt Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, oanh, pháp tướng của Mạnh Hạo dường như muốn xé mở bầu trời vậy, trực tiếp chụp lấy kiếp vân, xé mạnh về hai bên, thanh âm ùng ùng truyền khắp bốn phía, mặt đất rung rẩy, tinh tú chấn động, một cái khe nứt to lớn không ngờ bị xé toạc ra từ kiếp vân, phản phất có một đại kiếm vô hình chặt đứt kiếp vân, lộ ra vô số cung điện phía sau kiếp vân những cung điện này vào giờ khắc này toàn bộ tản ra tiên quan kinh người những nhân ảnh bên trong cung điện hư ảo ấy chợt ngừng toàn bộ dường như đồng loạt nhìn về phía mạnh hạo đúng lúc này tay phải mạnh hạo nâng lên trường thương trong tay hướng về phía trước bỗng nhiên ném một cái phá cho ta mạnh hạo gầm nhẹ một tiếng trường thương bị hắn ném ra hóa thành một tia chớp rầm rầm bay vào chỗ kiếp vân bị xé mở thành cái khe nứt trực tiếp đâm về phía dãy tiên cung kia, một đường thế như chẻ tre, xé rách hư vô, khiến cho kiếp vân bị nứt ra lớn hơn. Sau khi bay ra sau kiếp vân, nó dẫn động vô số tiên người thân ảnh đồng loạt phóng tới, trong khoảnh khắc đụng chạm lẫn nhau, tiếng nổ ngập trời, những thân ảnh của tiên nhân kia sụp đổ không ít, khiến cho một thương này trực tiếp đâm vào đến trên một tòa tiên cung. Tầm một tiếng, tiên cung nổ tung, gần như trong nháy mắt tiên cung nổ tung tốc độ của mạnh Hạo trực tiếp bạo phát đến cực hạn hóa thành một đạo cầu vồng theo cái khe nứt của kiếp vân đinh xông ra nhưng ngay một cái chớp mắt này kiếp vân cuồn cuộn mạnh mẽ đè ép xuống vô số mây mù ngưng tụ hóa thành một bàn tay to lớn từ thương khung hung hăng vỗ mạnh về phía mạnh Hạo cản trở đường tiến về phía trước của hắn che đậy ánh mắt của hắn thay thế thế giới phía trước đưa thân thể hắn đẩy hướng về mặt đất rầm rầm rơi xuống trong mắt mạnh Hạo lộ ra ý ngoan lệ giống như một cái huyết đao, lệ khí ngập trời, cản trở ta, đăng bởi, admin, chương 1321, Pháp tướng vạn trượng. Kiếp vân này mặc dù khổng lồ, uy lực đối với tiên cảnh của hắn mà nói, có lẽ là cường hãn đến khó tin, nhưng tự thân mạnh hạo có 8 tiên mạch, đây là 8 tiên mạch không phải tầm thường, đồng thời, hắn có thân thể chân tiên, nội thân thâm hậu trước nay chưa có khiến cho Mạnh hạo có tư cách đi đối mặt với hết thảy tiên kiếp, hơn nữa với cảnh giới vĩnh hằng, khiến cho Mạnh Hạo nhìn bàn tay to lớn kia tới với ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng, trong đầu óc của hắn nổi lên một cái ý niệm điên cuồng, tiên kiếp. Cho tới bây giờ đều là tu sĩ bị động độ kiếp, khiến cho tự thân tránh khỏi kiếp lôi, xông về tiên môn, đánh mở cửa tiên môn dưới tiên kiếp, mỗi người đều là như vậy, đang quỷ như thế, Phạm Đông Nhi cũng như thế, phương vệ càng như thế. Tất cả các thiên kiêu bước chân vào chân tiên trong khoảng thời gian này đều là như thế đẩy ra tiên môn khoảnh khắc tiên quan tràn ra kiếp vân sẽ tự giải tán nhưng giờ khắc này trong mắt mạnh hạo lộ ra vẻ điên cuồng theo đầu óc hắn nảy sanh ý niệm kia toàn thân lập tức lệ khí ngập trời tạo thành một cổ bá đạo ngang ngược trực tiếp một quyền đánh tới bàn tay to lớn kia ta muốn đi con đường chân tiên là con đường thương không chấp nhận thì chấp nhận không nhận cũng phải chấp nhận bá đạo tiên như vậy chuyện ta cần làm nên là bá đạo trước nay chưa từng có không thành tiên không sống. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, thân ảnh hóa thành đống lửa, bay bay thẳng tới đại thủ, vào thời khắc đụng chạm lẫn nhau, bát phương chấn động, hư vô rung rẩy, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp sụp đổ, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, cảnh giới vĩnh hằng bỗng nhiên triển khai, hắn ngẩng đầu, bốn phía huyết quang lóng lánh, hóa thành sương máu cuồn cuộn, bất ngờ tạo thành một cái huyết yêu đầu to lớn chung quanh hắn, nhoáng lên một cái hắn bay thẳng tới thương khung kiếp vân, đón những tia chớp vô cùng. Mạnh hạo cùng với huyết yêu đầu đụng đầu vào trên kiếp vân, ầm ầm nổ truyền khắp bốn phía. Kiếp vân bị thẳng thừng đánh mở ra một cái chỗ hổng to lớn, nhưng rất nhanh sau đó, theo kiếp vân cuồn cuộn, chỗ hổng khép lại. Nhưng trên thực tế, trong sự hủy diệt và khép lại này, kiếp vân khổng lồ khuếch tán trong tinh không, đã giảm đi một chút, chúng không phải là vô biên vô tận, cũng không phải là vô thủy vô chung. Mỗi một lần bị hủy diệt, chúng sẽ bị giảm bớt. Trên căn bản mà nói, nếu như có người có thể liên tục đánh kiếp vân, như vậy kiếp vân kinh người này rồi cuối cùng sẽ có một khắc sẽ hoàn toàn sụp đổ và tiêu tán đi. Chỉ có điều, loại chuyện như vậy, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng điều này không nghĩa là sẽ không xuất hiện. Trong đầu Mạnh Hạo có ý niệm điên cuồng kia, chính là cái ý nghĩ này nếu như kiếp vân này cản trở ta như vậy ta đã đánh ngươi tan thành mây khói đánh chết triệt triệt để để cái này mới là bá đạo đường đường chính chính bước chân vào chân tiên không lên tiếng thì thôi một khi lên tiếng phải kinh thiên khuyết yêu đầu sụp đổ mạnh hạo ở giữa không trung chung quanh hắn sấm sét chấn động liên tục kéo đến mỗi một tia chớp đều làm cho thân thể hắn chấn động nhưng thân thể chân tiên toàn lực chống cự cảnh giới vĩnh hằng không màng hết thay liên tục khôi phục, hai mắt của hắn lộ ra vẻ cố chấp, toàn thân tu vi của hắn bạo phát, pháp tướng ở sau người không ngừng đánh về kiếp vân trên thương khung, một quyền, một quyền, rồi lại một quyền, thiên địa biến sắc, xung quanh mạnh hạo, ti chớp đã nhanh đến mức không giới hạn. Hắn ở trong ti chớp sấm sét máu tươi thỉnh thoảng phun ra, nhưng không nửa điểm dừng lại, điên cuồng đánh tới, tầng mây cuồn cuộn mắt thường có thể nhìn thấy là đang rút nhỏ lại một màn này khiến cho tất cả tộc nhân của phương gia trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm hoảng sợ thất sắc khiến cho tất cả tu sĩ của đông thắng tinh chú ý một màn này toàn bộ hít ngược một hơi phương vệ ngẩn người ở ngay tại đó sát cơ trong mắt mãnh liệt hơn đồng thời trong nội tâm cũng sớm chấn động ngập trời không tự lượng sức phương tú sơn ngây người hắn hô hấp dồn dập không dám tin đại trưởng lão mở to mắt giờ khắc này hắn tại mạnh hạo trên người của mơ hồ dường như thấy được thân ảnh tổ phụ của mạnh hạo còn có cái bóng phụ thân phương tú phong của mạnh hạo hai người này đã từng cũng làm cho hắn cảm thụ qua loại điên cuồng này dưới mặt đất bảy vị lão tổ của phương gia đua nhau động dung nhất là đệ thất tổ ông ta quen thuộc mạnh hạo giờ khắc này ông ta nhìn về phía mạnh hạo trên thiên không trong mắt mang tán thưởng cũng có sự chấn động bá đạo chân tiên cần có ý bá đạo đứa nhỏ này có lẽ có thể thành trong bảy người, Phương gia địa tổ nhẹ giọng lên tiếng, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm, chuẩn xác mà nói, mạnh hạo là một mạch của ông ta, Phương gia chấn động, ngoại giới tông môn gia tộc, phàm là thấy một màn này, đều tâm thần chấn động cả lên. Phạm Đông Nhi hít ngược một hơi, nàng cũng cảm nhận được mạnh hạo điên cuồng, hắn không ngờ lựa chọn phương thức này. Cái này, đây căn bản không thể thực hiện được, triệu nhất Phạm trong lòng rung động, tống La đang trố mắt liếu lưỡi. Vương một hô hấp dồn dập, Thái Dương tử nơi đó lộ ra vẻ khó tin. Vào lúc mọi người đều cảm thấy Mạnh Hạo điên, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, chung quanh hắn sấm sét càng nhiều, đã từ màu đỏ biến thành màu đen, quy lực mạnh hơn, thần sắc của hắn dữ tợn, nhưng khi tia chớp màu đen kéo tới từ bốn phía, pháp tướng phía sau hắn chợt bành trướng, trực tiếp từ 7000 trượng đạt tới 8000 trượng, có thể so với bát cảnh tiên, đối kháng tiên kiếp, không gì là không khả năng. Mạnh hạo mắt lộ ra quyết đoán, trong lúc bấm quyết, từng ngọn núi biến ảo ra, bay thẳng tới kiếp vân, toàn bộ nổ tung, thân thể hắn lại cất bước, lần nữa tiếp cận kiếp vân, toàn lực đánh tới, tiếng nổ ngập trời, đất trung núi chuyển, thiên địa biến sắc, 8.000 trượng pháp tướng, trong sự xé rách cùng tiếng chấn động này, khiến cho kiếp vân không ngừng rút nhỏ. Thời gian trôi qua, không biết có bao nhiêu đạo ti chớp màu đen đánh vào trên người mạnh hạo cảnh giới vĩnh hằng của hắn đã toàn lực triển khai đến cực hạn, hai mắt của hắn tràn ngập tơ máu, nhưng sự tiến công của hắn vẫn không dừng lại chút nào. Kiếp vân khổng lồ, mắt thường có thể nhìn thấy được đang cấp tốc rút nhỏ, dần dần, không biết trải qua bao lâu, ti chớp màu đen biến mất, ti chớp năm màu xuất hiện, kiếp vân đã rút nhỏ ba thành, từng màn từng cảnh này sớm đã chấn động đệ cửu Sơn Hải, chấn động tất cả người tận mắt chứng kiến. Mạnh hạo đầu tóc bay tung tóe, nhưng thân ảnh của hắn vào giờ khắc này, lại là long trời lỡ đất, chưa từng có ai, cửu cảnh tiên, khai. Trong nháy mắt ti chớp năm màu rầm rầm đến, mạnh hạo ngửa mặt lên trời hô vang. Pháp tướng của hắn bạo phát ầm ầm, trực tiếp từ 8.000 trượng, bành trướng đến 9.000 trượng, một cái chớp mắt này, cả thế gian chấn động, cái này. 9.000 trượng pháp tướng, có thể so với cửu cảnh tiên, phương hạo này tích lũy thế nào, tu hành thế nào mà còn chưa đẩy ra tiên môn, nhưng thực lực của hắn đã đến trình độ như vậy, thiên kiêu, đây mới chính là thiên kiêu. Quá cường đại, hắn nếu bước chân vào chân tiên, nhất định là vô địch trong chân tiên, ta nhớ ra rồi. Thân thể của hắn đã là chân tiên, nếu Tu Vi tiếp tục bước chân vào chân tiên. Hắn, chính là tiên cảnh trí tôn. Đông Thắng Tinh chấn động, tu sĩ của cửu Đại Sơn Hải chú ý nơi này, toàn bộ chấn động, ai có thể so sánh với hắn. Phương vệ không được, Phạm Đông Nhi không được, tất cả thiên kiêu đều không được, có lẽ Duy chỉ có thể cùng hắn so tài. Duy chỉ có Phương Mộc, Phương Mộc trở thành người đứng đầu của đệ cửu Sơn Hải trong thí luyện của ba đại đạo môn, đánh vỡ kiếp vân, khiến cho kiếp vân triệt triệt để để vỡ nát. Chuyện này, có lẽ hắn không phải là không thể, khi mọi người chấn động, chính ngàn trưởng pháp tướng của Mạnh Hạo hướng về sấm sét năm màu kéo tới này, trực tiếp một quyền đánh tới, hư vô vỡ nát, kiếp vân sụp đổ, ti chớp nát tan bốn phía dường như đều yên lặng một chút, chỉ có mạnh hạo còn ở trên thương khung, đánh về phía kiếp vân. chín ngàn trượng pháp tướng của hắn thẳng thừng xé mở kiếp vân. Giờ khắc này, dường như tiên kiếp trước mặt mạnh hạo đều không phải là vô địch, thời gian trôi qua, kiếp vân tràn ngập trong tinh không lần nữa giảm bớt, đã giảm bớt khoảng bốn thành. Ti chấp năm màu không thể làm gì chín ngàn trượng pháp tướng của Mạnh Hạo. Nhưng đúng lúc này, xuất hiện tiên lôi bảy màu, bảy thứ màu sắc, ngưng tụ chung một chỗ dường như không còn là lôi mà ở trong bảy màu này ẩn chứa một chút sinh mạng trong tiếng nổ tầm ầm chúng bay thẳng tới mạnh hạo thế như chẻ tre trong khoảnh khắc đánh tới mạnh hạo cảm nhận được nguy cơ hắn không chần chờ chút nào tiên mạch trong cơ thể bạo phát pháp tướng phía sau hắn không ngờ vào giờ khắc này trong lúc tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm cùng đầu óc chấn động từ chín ngàn trượng trực tiếp bạo phát nhảy lên tới mười ngàn trượng, pháp tướng vạn trượng, cũng có ánh sáng vàng khuếch tán, chiếu rọi thiên địa, khoảnh khắc tiên lôi bảy màu đánh tới, pháp tướng vạn trượng một quyền đánh xuống, ti chớp chấn động, khoảnh khắc sụp đổ, khóe miệng mạnh hạo tràn ra máu tươi, nhưng vẫn đứng ở trên thương khung, không có khả năng. Phương vệ đứng vụt lên, thất thanh, thần sắc chấn động đến cực hạn, phương tú sơn một bên, thân thể lão đảo một chút, trợn mắt há hốc mồm, đại trưởng lão ở trong đám người, kinh ngạc nhìn pháp tướng của mạnh hạo sắc mặt liên tục biến hóa lẩm bẩm nói nhỏ không ngờ lại là vạn trường kích động nhất ngoại trừ người của dòng chính ra còn có phương đạo hoàng cùng phương lâm hà tâm thần hai người phấn chấn nhìn mạnh hạo trên thương khung nhìn pháp tướng vạn trượng kia bọn họ biết đi theo mạnh hạo là cơ duyên tạo hóa lớn nhất của mình tất cả tộc nhân của phương gia tất cả tu sĩ của đông thắng tinh toàn bộ đều ở một cái chớp mắt này hoàn toàn xôn xao 10.000 trượng. Đây thật là 10.000 trượng, điều đó không khả năng, phương hạo hắn như thế nào làm được, không ngờ khi chưa trở thành chân tiên, liền khiến cho mình, có thể so với. Thập cảnh tiên, thập cảnh tiên A, cái này. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, cho dù là bọn phương vệ, cũng chỉ có thể mở ra hơn 90 mạch mà thôi, tối đa mới là 98 mạch. Phương hạo này, hắn, hắn nếu quả như có thể đẩy ra tiên môn thật, các ngươi nói, hắn sẽ mở ra bao nhiêu mạch. Trăm mạch sao, đệ cửu Sơn Hải cũng đều chấn động, Phạm Đông Nhi sắc mặt đại biến, nhìn chầm chầm thủy tinh trước mặt, hít thở dồn dập trước nay chưa từng có. Lão ẩu sau lưng nàng, cũng mắt lộ ra ánh sao, bà ta đã hiểu rõ, từ khi Pháp tướng vạn trượng này xuất hiện, kiếp vân này đã không có uy hiếp đối với mạnh hạo nữa, cho dù có kiếp lôi mạnh mẽ tới cỡ nào, cũng chỉ là tiên kiếp mà thôi, không thể vượt qua cực hạn của tiên cảnh giới này trong lòng triệu nhất phàm chấn động mãnh liệt, cặp mắt từ từ ảm đạm, tống la đang ngây người, thái dương tử sửng sốt, vương một hít ngược một hơi, chỉ có vương đằng phi nơi đó, cặp mắt tóe hào quang, mãnh liệt đến cực hạn, lý linh nhi sắc mặt biến hóa, tôn hải da đầu tê dại, những thiên kiêu của các tông môn gia tộc này, vào giờ khắc này, hoàn toàn bị pháp tướng vạn trượng của mạnh hạo chấn động. Hắn nếu cuối cùng thật sự đẩy ra tiên môn, sẽ mở ra bao nhiêu mạch? Cái nghi vấn này, trong một cái chớp mắt, càng quét ra như cuồng phong, xuất hiện ở trong lòng của mỗi một thiên kiêu, trở thành sự chua sót. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ đã có một cổ cảm giác vô lực, thậm chí những lão tổ của gia tộc Tông Môn kia, cũng đều dưới đáy lòng, xuất hiện một dạng nghi vấn. Bọn họ muốn biết, Mạnh Hạo như vậy, hạng người kinh diễm tuyệt luân như vậy, có thể mở ra bao nhiêu mạch, đăng bởi, admin, chương 1322, Chí Tôn Tiên Cung. Vạn trưởng Pháp Tướng, Ánh sáng vàng vô tận, sau khi đánh giặc tiên lôi bảy màu xong, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, khoảnh khắc khi hắn nhắm mắt, thân thể hắn dung hợp cùng pháp tướng, mở mắt ra, hắn chính là pháp tướng, pháp tướng chính là hắn, dưới một quyền, bầu trời nổ ầm ầm, kiếp vân xuất hiện một chỗ hổng to lớn, không ngừng co rút lại, từng đạo tiên lôi bảy màu phủ xuống, xông về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo căn bản không né tránh, tùy ý để những tiên lôi này đánh, hai tay của hắn đại khai đại hợp, trước mắt của hắn chỉ có kiếp vân rầm rầm bành thời gian trôi qua kiếp vân nhanh chóng giảm bớt sáu thành năm thành bốn thành tiên lôi bảy màu vô tận mạnh hạo vận chuyển cảnh giới vĩnh hằng vạn trượng pháp tướng thân long trời lỡ đất thần thông biến ảo tung hoành dãy núi bầu trời thất sắc mạnh hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài pháp tướng của hắn vào giờ khắc này khuếch tán ra phía ngoài mạnh trong sự khuếch tán này tay phải mạnh hạo nâng lên trong lòng bàn tay của hắn bất ngờ xuất hiện một cái khe nước hư vô cái khe nước này chỉ xuất hiện trong ba nhịp thở đây là yêu phong đệ ngũ cấm nhưng mà trong thời gian ba nhịp thở này cái khe nước này hóa thành một cái hắc động hư vô truyền ra một lực hút long trời lỡ đất trong chớp mắt kiếp vân bị hút vào một cách không bị khống chế ba thành hai thành một thành oanh khi cái khe nước biến mất kiếp vân đã tiêu tán đi rất nhiều thời khắc này ngay cả đông thắng tinh cũng không thể bao trùm toàn bộ mà mạnh hạo đứng ở giữa không trung sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng chiến ý của hắn lại còn cường liệt hơn so với trước hắn ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên bầu trời kiếp vân này ở trước mặt hắn thời khắc này đã không giấu được tiên cung phía sau đã không còn là thứ tràn đầy sự chèn ép như lúc trước đó nữa kiếp vân tan mạnh hạo nhàn nhạt lên tiếng tay phải nâng lên vung hướng về bầu trời dưới cái vung này pháp tướng cùng thân thể của hắn tách rời Hóa thành một luồng sáng vàng bay thẳng tới kiếp vân trên bầu trời, sau khi lọc vào bên trong, đột nhiên nổ tung, theo tiếng nổ tung, cuối cùng kiếp vân này chấn động cuồn cuộn, dường như bên trong có sự rống giận không cam lòng quanh quẩn. Cả luồng kiếp vân, vỡ vụn từng chút một, đồng loạt nổ tung, một cách thẳng thừng, ở trước mắt của tất cả mọi người, kiếp vân. Sụp đổ, giờ khắc này, đông thắng tinh an tĩnh, vô luận là tộc nhân của phương gia hay là tu sĩ phía ngoài đều ngơ ngác nhìn bầu trời không có kiếp vân, toàn bộ ngây dại, độ kiếp như thế, trước nay chưa từng có, loại độ kiếp này, xuyên thấu qua một cổ điên cuồng, cũng có sự bá đạo vô cùng mãnh liệt, dường như trên đường thành tiên, hết thảy trở ngại đều sẽ bị sụp đổ nổ tung, trước lúc này, không ai có thể làm như vậy, bởi vì không ai trong lúc độ kiếp có thể so sánh với thập cảnh tiên, đó là khí thế. Ta nếu thành tiên, thiên không thể ngăn trở, đó là sự bá đạo ta nếu muốn có. Thiên không thể không, ta nếu muốn không, thiên không thể có, nhìn có vẻ khó tin, nhưng trên thực tế cẩn thận nghĩ lại. Khi một người trong lúc đổ kiếp, đã cụ bị chiến lực có thể so với trăm mạch thập cảnh tiên trong truyền thuyết, như vậy có lẽ đối với hắn mà nói, trong tiên cảnh giới này, không có gì là không có khả năng, yên tĩnh ngắn ngủi xong, trên đông thắng tinh bạo phát ra tiếng ồn ào vượt hơn trước rất nhiều. Trong phương gia, tất cả tộc nhân đều kích động gào thét trong ánh mắt mà bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo sự cuồng nhiệt, sự phấn chấn, sự chấp nhất. Mạnh Hạo là tộc nhân của Phương gia, vinh dự trên người hắn, Phương gia tộc nhân có thể tự hào, Phương Hạo, Phương Hạo, Phương Hạo. Từng đạo thân ảnh từ mặt đất bay ra, bay về phía giữa không trung, khoanh chân tĩnh tọa, dù không ai phát động, nhưng họ lại tự mình đi hộ pháp cho Mạnh Hạo, dòng chính toàn bộ xuất động, Phương Tây kích động nhìn thân ảnh Mạnh Hạo hắn phấn chấn, khiến cho hắn muốn ngửa mặt lên trời rống lớn, trừ dòng chính ra, nhiều nhất. Là những chi nhánh gia tộc trung lập, những người này, mỗi một người đều bị mạnh hạo dùng sự bá đạo chiết phục, bị mạnh hạo cho thấy tương lai mà động dung, giữa mạnh hạo và phương vệ, bọn họ. Lựa chọn mạnh hạo, phương vệ trầm mặt, ngẩng đầu nhìn thân ảnh của mạnh hạo, trong mắt của hắn lần nữa ngưng tụ chiến ý, nhưng mà phương tú sơn bên cạnh hắn, thời khắc này lại sắc mặt tái nhợt, Cắt gao nhìn chầm chầm mạnh hạo giữa không trung, đáy lòng đang gào thét, phương hạo chết tiệt, ngươi tại sao lại xuất hiện, ngươi đã ly khai phương gia, tại sao còn trở về, tại sao muốn thành chân tiên, tại sao, còn có phương tú phong, ngươi nằm áp ngay tại đỉnh đầu ta, áp cho ta không thở được. Giờ này con ta như kỳ lân vậy, sao có thể bị đứa con phế vật của người áp chế. Phương Tú Sơn không thể bình tĩnh, thân thể run rẩy, cặp mắt lộ ra oán độc mãnh liệt. Đại trưởng lão Trầm mặt, không nói một lời, phương vệ tổ phụ khẽ thở dài một tiếng, liếc nhìn Phương Tú Sơn, trong thần sắc có chút thất vọng, lại nhìn một chút phương vệ, lúc này ở trong mắt mới có sự mong đợi, đông thắng tinh chấn động, tông môn gia tộc của đệ Cửu Sơn Hải, cùng vào giờ khắc này, nhấc lên sóng lớn, vô số người lao lao nhớ kỹ tên của Mạnh Hạo, khắc sâu nhớ kỹ thân ảnh của hắn, thậm chí cũng không ít người có sự cuồng nhiệt đối Mạnh Hạo nơi này nhưng đối với những thứ thiên kiêu kia mà nói, bọn họ chỉ có thể trầm mặc, chuyện còn chưa kết thúc, tiên kiếp còn chưa tan, tiên môn còn chưa mở, tiên mạch của hắn có thể có bao nhiêu? Hết thảy còn chưa biết được, mang ý nghĩ như vậy, những thiên kiêu xuất sắc đã trở thành chân tiên này, lần nữa đưa mắt nhìn vào trên đông thắng tinh, nhìn vào trên người của Mạnh Hạo, lão tổ của các tông gia tộc trên đệ Cửu Sơn Hải, từng người khẽ thở dài, cũng có nghị luận lẫn nhau, trong thế hệ này Ai có thể so sánh cùng mạnh hạo này? Có lẽ chỉ có phương một nhẹ nhàng phiêu dật xuất hiện trong thí luyện của ba đại đạo môn. Phương một rõ ràng là dùng tên giả. Người này rốt cuộc là người nào? Không người biết. Cửu Hải Thần giới thu hắn làm đệ tử, phần thưởng đệ nhất của ba đại đạo môn còn không có cấp cho hắn. Người này ngày sau nhất định sẽ xuất hiện. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể so tài cùng mạnh hạo. Thời đại này đã không thuộc về chúng ta, mà là thuộc về bọn chúng. Những lão tổ này khẽ thở dài, trên thực tế, giờ khắc này, không chỉ là bọn họ nghĩ tới phương một, không thiếu đệ Cửu Sơn Hải tu sĩ đều trong chớp mắt này nghĩ tới đó, nghĩ tới một phương một cũng vô cùng kinh diễm tuyệt luân, bị đệ Cửu Sơn Hải chú mục, trong ba đại đạo môn thí luyện, người đứng đầu của đệ Cửu Sơn Hải, Cửu Hải thần giới, lão giả năm đó có hảo cảm đối Mạnh Hạo kia thở dài, đứng đầu ba đại đạo môn trong tiên cổ đạo tràng, vị lão tổ kia, thì mắt lộ ra kỳ quan, từ xa nhìn đông thắng tinh, nhìn mạnh hạo, khóe miệng dần dần lộ ra một chút nụ cười mỉm, có duyên cùng tiên cổ đạo tràng. Sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ tới nơi này, trên đông thắng tinh, mạnh hạo đứng ở giữa không trung, tóc bay múa, hắn hít sâu một hơi, cảnh giới vĩnh hằng vận chuyển ở trong người, hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời, kiếp vân đã không có, xuất hiện ở trước mặt hắn là từng phiến tiên cung, vô biên vô tận cản trở bước chân hắn bước vào tiên môn tiên môn sau phiến tiên cung này sừng sững trong tinh không tán phát một loạt uy áp một trong chữ tiên một người một ngọn núi cần có núi để tự mình chứng đạo mạnh hạo nhìn tiên cung bước lên trước núi chứng đạo của ta sâu trong ký ức của ta là đại thanh sơn đáng tiếc đại thanh sơn ở tại triệu quốc bị cái lão con rùa kháo sơn lão tổ mang đi giờ này lão rùa đen đó cũng không biết ở địa phương nào, nếu như thế, dứt khoát sẽ dùng tự thân ta thành núi. Thân thể của ta chính là núi, hồn ta chính là sinh mạng, một người một núi, ta chính là tiên. Khí thế trên người mạnh hạo ầm ầm nổi lên, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền bay thẳng tới phiến tiên cung phía trước kia, khi hắn vào tới gần. Những thân ảnh hư ảo xuyên qua lại trong tiên cung này, mỗi một cái đều phản phất là thiên binh từng cái đều nhìn về phía mạnh hạo, khoảnh khắc bay thẳng tới hắn, cùng lúc đó, tiên cung oanh minh, từng tòa bay lên, hướng về mạnh hạo dường như trấn áp vậy, mang theo vô thượng tiên uy, rầm rầm mà đến, phóng mắt nhìn lại, tiên cung vô số, chừng 100.000 có hơn. Bọn chúng đều không phải là tồn tại chân thật, mà là hình chiếu hư ảo, dường như 100.000 đạo phong ấn khổng lồ, trong hư ảo, đi trấn áp mạnh hạo. Nhưng trên những tiên cung này, không ngờ tràn ra một cổ khí thế, dường như là tiên cảnh trí tôn, dường như một kiếp này, chỉ có tiên cảnh trí tôn, mới có tư cách vượt qua, bầu trời biến sắc, tinh không chấn động, một trăm ngàn tiên cung này gào thét lên, ở đó có chút thân ảnh hư ảo dẫn đầu, bay nhanh tới gần mạnh hạo, uy áp mạnh hơn, phủ xuống mặt đất, làm cho cả đông thắng tinh đều chấn động, mà mạnh hạo nơi này, là mục tiêu của tiên kiếp, hắn cảm thụ sâu hơn, phản phất có vô số thiên sơn rơi xuống phải khiến hắn đột nhiên vỡ vụn, mạnh hạo tu vi bạo phát, pháp tướng 10.000 trượng phía sau lưng biến ảo, trong ánh sáng vàng, hướng về tòa tiên cung thứ nhất bay tới từ bầu trời, đánh ra một quyền, nơi đi qua, những thiên binh mơ hồ kia tiêu tán. Dưới một quyền, chính là khoảnh khắc hình chiếu tiên cung rơi xuống trấn áp, tầm một tiếng, tiên cung sụp đổ, nhưng mà vạn trưởng pháp tướng của mạnh hạo lại chấn động lên, ngay sau đó, tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Từng tòa tiên cung nối tiếp nhau, kéo tới trấn áp, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, lần nữa đánh trả, nhưng thân thể của hắn lại từ từ trầm xuống, khi bên trên hắn tiên cung vô số, dường như phải trấn áp mạnh Hạo xuống mặt đất, nghiền nát hoàn toàn, càng có trên tiên cung tràn ra phản chấn, Mạnh Hạo càng chật vật, hắn có thể đánh bể 10 tòa, vỡ nát trăm tòa, vỡ vụn ngàn tòa, nhưng số tiên cung ở đây chừng 100.000, khí thế càng ngày càng mạnh loại khí tức tiên cảnh trí tôn đó lại khuếch tán ra, dường như hết thảy tiên. Đều phải quỳ xuống bái lạy dưới khí thế ấy, nếu không quỳ lạy sẽ bị trấn áp. Một màn này, lập tức khiến cho tộc nhân của phương gia khẩn trương, đông thắng tinh tu sĩ cũng đều sợ hết hồn hết vía. Tiên kiếp như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy. Phương Tú Sơn kích động, hắn nhìn chầm chầm mạnh hạo, nội tâm hận không thể khiến cho tiên cung này cường đại thêm gấp trăm lần chỉ một cái là đã đánh cho mạnh Hạo hình thần câu diệt, hình chiếu của Chí Tôn Tiên cung, chỉ có Chí Tôn ở trong tiên cảnh giới này mới có thể đối kháng tiên kiếp phương Hạo này. Sợ là phải dừng lại lúc ở nơi này, các tông môn gia tộc của đệ Cửu Sơn Hải, những lão tổ kia từng người đều động dung, nhẹ giọng lên tiếng, gần như lúc bọn họ lẩm bẩm với người này người kia, thì mạnh Hạo một quyền oanh ra một tòa tiên cung trấn áp đến, phun ra máu tươi, khi cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể vận chuyển trong mắt của hắn nổi lên vẻ dữ tận, có chí tôn khí tức của hình chiếu tiên cung. như vậy ta khiến cho tiên kiếp nhìn xem một chút, cái gì mới là hình chiếu của chí tôn, thân phận của phương một. đến giờ này, cho dù là bại lộ cũng không có quan hệ gì. hôm nay hãy để cho cả đệ cửu sơn hải này biết được, ta chính là phương một, phương một chính là ta. mạnh hạo hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, hướng về bầu trời bỗng nhiên chỉ một cái triển khai chí tôn đạo pháp mạnh nhất của hắn, chí tôn kiều, đăng bởi, admin, chương 1323, ta chính là phương một. Cái thân phận phương một này, trước lúc này, là mạnh hạo đã dùng sau khi chuẩn bị ly khai phương gia. Nhưng giờ này, hắn thay đổi chủ ý, so với tránh tránh né né, chi bằng thoải mái thố lộ ra, ra ngoài sáng nói cho tất cả mọi người của đệ cửu Sơn Hải, hắn là mạnh hạo, là đệ nhất thiên kiêu của phương gia. Đồng dạng, hắn cũng là phương một là người đứng đầu trong ba đại đạo môn thí luyện hắn lại đệ tử hạch tâm của cửu hải thần giới loại thân phận này có vẻ như sau khi bại lộ sau sẽ tồn tại nguy cơ nhưng trên thực tế danh tiếng của hắn càng lớn hắn càng an toàn không lên tiếng thì thôi lên tiếng phải nổi tiếng dữ dội mạnh hạo cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị thân thể ở giữa không trung dưới sự chú ý của mọi người vô số người của đệ cửu sơn hải với các loại phương thức ngưng tụ lại trong nháy mắt tay phải của hắn ở trên trời hướng về phía những thứ tiên cung rầm rầm trấn áp đến kia vung mạnh lên dưới cú vung này bầu trời biến sắc nhật nguyệt đều rung chuyển gió mây cuốn ngược đông thắng tinh chấn động mặt đất nổ ầm ầm tất cả tu sĩ đều trong lòng rung lên cảm nhận được một cổ uy áp không cách nào hình dung ầm ầm bột phát ra trên người mạnh hạo tinh không cũng đều bị rung chuyển hóa thành sóng gợn quét ngang về bát phương một cổ chí tôn khí tức trên người của mạnh hạo cấp tốc dâng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người. Ánh mắt của hắn như đao, mang vẻ sắc bén, cũng có sự chấp nhất, cả người giống như tiên thần. Giờ khắc này, tộc nhân của phương gia đều biến sắc, dưới mặt đất, bảy vị lão tổ phương gia đều động dung. Khí tức này, tương tự khí tức của tiên cung, nhưng lại mạnh hơn, đây là... Phạm Đông Nhi hai tròng mắt co rút lại một chút, lão ẩu sau lưng nàng chợt đi ra một bước, nhìn chầm chầm vào thủy tinh, trong mắt từ từ nổi lên một chút khiếp sợ, là hắn. Lão ẩu này cho dù là đạo cảnh tu vi, thời khắc này cũng phải hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, trong thái hành kiếm tông, những lão tổ kia từng người đều thần sắc nổi lên biến hóa, từng đạo kiếm quan ngất trời, khí thế của bọn họ quét ngang bát phương. Đây là Chí tôn đạo pháp khí tức, mạnh hạo này. Hắn Hay là hắn, đứng đầu của ba đại đạo môn, ngoại trừ quý gia ra, chỉ có những tiên cổ đạo tràng có tư cách tồn tại trên đệ cửu sơn, thời khắc đều chấn động. Trong đạo tràng, lão tổ trong các quyển đều lộ ra khí thế, nhìn khí tức trên người trên mạnh hạo đông thắng tinh, bỉ ngạn chí tôn kiều, Lý Linh Nhi yên lặng nhìn những thứ này, so với những người khác đầy sự rung động, nàng nơi này rất bình tĩnh. Nàng đã sớm biết, phương một, chính là mạnh hạo, đây là thời đại của hắn sao. Đáy lòng của Lý Linh Nhi than thở một tiếng cả đệ cửu Sơn Hải, người biết được chuyện này giờ này như phượng mau lân giác, cho dù là trước mắt, khí tức của mạnh hạo tràn ra, cũng có nhiều người chỉ là khiếp sợ, chứ không có liên hệ cùng với phương mộc. Trên đông thắng tinh, mạnh hạo tóc bay lên, quần áo loạn vũ, hơi thở của hắn với một loại tốc độ khủng khiếp, chợt nổi lên, kéo dài bạo phát, càng ngày càng mạnh, sau mấy nhịp thở, trên người của hắn, loại cảm giác trí tôn đó đã mãnh liệt đến cực hạn. Mà giờ khắc này, Tiên cung đang rầm rầm rơi xuống, khoảng cách mạnh hạo không tới 10 trượng, mạnh hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một chút tia sáng sắc bén. Ngay tại một sát na này, tay phải hắn hướng về phía trước, vung mạnh lên, tiên mạch vận chuyển trong cơ thể, tu vi bạo phát, trong đầu óc hắn in xuống hình chiếu của chí tôn kiều năm đó, dưới cú vung tay này, lập tức hiển lộ ra trong tinh không, thế giới dường như dừng lại, thiên địa dường như động lại, một cái cầu kiều to lớn, ầm ầm xuất hiện cây cầu quá lớn, tản ra khí tức thương tan viễn cổ, bàn bạc vô tận, một cổ khí thế chí cao vô thượng trong thiên địa, ầm ầm bộc phát ra, cầu này, điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt liền vượt qua 100.000 tiên cung, xuất hiện ở phía trước mạnh hạo, đặt tất cả tiên cung ở dưới cầu, tia sáng 10.000 trượng, vô số phù văn lóng lánh, chí tôn khí tức, trong một cái chớp mắt này, long trời lỡ đất, dường như tiên cung ở trước mặt nó đều phải rung rẩy, tinh tú tại trước mặt nó, đều phải cúi đầu dường như cây cầu kia là con đường đi thông chí tôn, dường như trên con đường này đã từng có từng cường giả, cất bước đi lên, thiên địa rầm rầm, tinh tú rung rẩy, dường như hết thảy thế gian, trong nháy mắt cầu kia xuất hiện, toàn bộ đều ảm đạm, chỉ có tòa tiên môn đó vẫn sừng sững như cũ ở trong tinh không, chẳng phân biệt được, sàng sàng như nhau đối kháng với cây cầu kia, gần như khi cây cầu xuất hiện mắt, phương vệ ở trên mặt đất như bị một quả đấm vô hình hung hăng đánh vào trên người hắn sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, lão đảo lui về phía sau vài bước, thần sắc đại biến, không thể tin, nhìn chầm chầm chí tôn kiều long trời lỡ đất, tràn ra chí tôn khí tức phía trước mạnh hạo trên bầu trời kia, điều này không có khả năng, đây là, đây là, phương vệ trong ốc như nổ rầm rầm. Giờ khắc này, hắn nhận ra cây cầu đó, nhận ra trong ba đại đạo môn thí luyện năm đó, phương một kinh diễm tuyệt luân đã từng tự chế ra thần thông này, mấy ngày nay, có không ít người đoán, hắn chính là Phương Mộc. Đối với chuyện này, Phương Vệ không có biện giải, nếu như không thừa nhận cũng không phản đối, tạo cho người ta có cảm giác dường như cao thâm khó lường. Thậm chí có không ít người đều khẳng định phán đoán, Phương Vệ chính là Phương Mộc, nhưng cho đến một cái chớp mắt này, Phương Vệ chua sóc phát hiện, mình thì ra lại là một con khỉ xấu xí diễn trong một vở hài kịch, Phương Mộc chân chính không ngờ lại là Mạnh Hạo. Điều này làm cho hắn không thể tin chẳng những là hắn như thế tộc nhân của phương gia từng người một khi nhìn đến cây cầu kia toàn bộ đều chấn động trong đầu phương phương một ta đã từng thấy qua cây cầu kia trong ba đại đạo môn thí luyện phương một là người đứng đầu đây là thần thông mà hắn tự chế cái này chẳng lẽ phương hạo chính là phương một toàn tộc chấn động phương vân dịch cũng ở trong đám người hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm thiên toàn địa chuyển hắn bất kể như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, phương một lại là mạnh hạo, phương tú sơn trong ốc nổ ầm một tiếng, sắc mặt khoảnh khắc tái nhợt, ngơ ngác nhìn chí tôn kiều trên bầu trời. Hắn cũng đã từng hoài nghi, trong ba đại đạo môn thí luyện, phương một kia nổi lên là tộc nhân của phương gia, nhưng rất nhanh thì bị hắn bỏ đi ý nghĩ này, cho rằng không có khả năng, phương gia tộc nhân, con trai hắn mới là đệ nhất trong cùng thế hệ, nhưng trước mắt, khi thấy thì ra mạnh hạo lại là phương một, hắn cảm thấy thế giới đã nghịch chuyển, tổ phụ của phương vệ thời khắc này chua xót than thở một tiếng, dòng chính nhất mạch, hoàn toàn phấn chấn, phương Tây cũng tốt, thập cửu thúc của mạnh hạo cũng được, đều đối với một màn này khó có thể tin. Bọn họ lúc trước từng chú ý qua phương một thí luyện, giờ này hít ngược một hơi, trung động phát hiện, dường như chỉ có mạnh hạo mới có khả năng là phương một, thật sự là phương một. Đại trưởng lão nội tâm nổ ầm ầm, mãnh liệt đến cực hạn, đối với cái tên phương một này lão ta vô cùng quen thuộc đông thắng tinh chấn động theo chí tôn kiều xuất hiện nhiều người dần dần nhớ lại phương một bọn họ vốn là còn đang chần chờ nhưng chí tôn kiều này vốn là thần thông mà phương một tự chế độc hữu loại thần thông này bọn họ nghĩ không ra còn có người thứ hai có cảnh giới tương tự có thể chế tạo nó mạnh hạo phương hạo phương một hắn chính là phương một giờ khắc này tất cả tông môn gia tộc của đệ cửu sơn hải phàm là tu sĩ chú ý mạnh hạo nơi này, toàn bộ đều vào giờ khắc này, trong ốc ông một tiếng, thần sắc đại biến, mà những lão tổ các tông kia, đều tâm thần chấn động, nhất là ba đại đạo môn, giờ khắc này tất cả lão tổ, đều đồng loạt động dung, phương một, người đứng đầu trong ba đại đạo môn thí luyện, sau khi chiến thắng triệu nhất phàm, đã mất tích ở tiên khư, vốn họ tưởng rằng hắn đã tử vong, nhưng giờ này chẳng những xuất hiện, hơn nữa đã là thiên kiêu của phương gia. Về phần những chân tiên thiên kiêu vừa mới tấn thăng kia, mỗi một người đều ông ông trong óc, ta sớm nên đoán được, hắn chính là Phương Mộc. Thái Dương tử lẩm bẩm, Tống La đang trầm mặt, Phương Mộc cắn răng nghiến lợi, trên đời chấn động, trên đông thắng tinh, mạnh hạo hít sâu một hơi, tóc dài bay lên. Hắn biết, giờ khắc này, theo thân phận Phương Mộc của bản thân lộ ra, nhất định sẽ làm chấn động đệ cửu Sơn Hải, nhưng hắn không cần quan tâm, ta chính là Phương Mộc mạnh hạo mắt lộ ra ánh sao, nhìn chí tôn kiều phía trước. Cây cầu này vượt qua 100.000 tiên cung, thông hướng tiên môn, tiên cung ở dưới cầu, toàn bộ rung động, dường như không thể chịu đựng nổi loại chí tôn khí tức đến từ chí tôn kiều. Mạnh hạo cặp mắt nhán lên một cái, chiến ý dạt dào, trước mắt của hắn, chỉ có tiên môn, thân thể bước lên trước, trực tiếp bước lên chí tôn kiều của hắn, khoảnh khắc bước thứ nhất đạp xuống, tiếng sấm, truyền khắp đông thắng tinh, đinh tai nhức óc quanh quẩn tinh không, một bước. Mười ngàn tiên cung, toàn bộ trong cùng một lúc, ầm ầm sụp đổ, chi năm xẻ bảy, đồng loạt bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong tinh không bầu trời. Một bước, dưới chí tôn kiều, nát vạn cung. Bước này, đạp trên chí tôn kiều, nhưng lại tạo cho người có cảm giác, phản phất là đạp trên tinh tú, đạp trong tinh không, mười ngàn tiên cung sụp đổ, khiến cho tinh không xuất hiện sóng gợn, khiến cho tất cả tu sĩ chú ý nơi này đều trong lòng chấn động, thiên địa nổ ầm ầm, mượn uy áp của kiều này, với chí tôn ý, đánh diệt tiên cung, khí thế như hồng, nhưng đối với mạnh hạo mà nói, hắn thừa chịu sự cắn trả, cũng vô cùng to lớn. Chí tôn kiều, hắn cho dù hiện tại có thể vận dụng, nhưng cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thời khắc này hắn phun ra một mụn máu tươi, nhưng thần sắc vẫn quyết đoán như cũ, đi ra bước thứ hai, bước thứ hai rơi xuống trong nháy mắt, dưới chí tôn kiều, lại có 10.000 tiên cung vỡ vụn, toàn bộ sụp đổ, vô số mảnh vỡ tản ra, tạo thành gió lốc, ảm diệt trong tinh không hư vô, chưa từng có người nào gặp qua tiên kiếp như vậy. Bất kỳ một thiên kiêu nào trải qua chân tiên kiếp, sánh được với thứ mà mạnh hạo gặp được trước mắt, yếu hơn rất nhiều, đồng dạng, cũng chưa từng có người, đi độ kiếp giống như mạnh hạo như vậy. Kiếp vân bị hắn đánh vỡ nát toàn bộ, tiên cung bị hắn một bước đạp băng trong sự chứng kiến của tất cả mọi người khí thế của mạnh hạo sớm đã nổi lên khi hắn bước ra bước thứ ba khí thế lần nữa bạo phát dường như trong thiên địa trở thành kẻ duy nhất được chú mục trở thành sắc thái duy nhất nhưng trong cơ thể hắn bị cắn trả càng mạnh hơn máu tươi phun ra một đường đi qua trên chí tôn kiều máu tươi của hắn nhìn thấy mà giật mình nhưng mạnh hạo vẫn không dừng lại hắn chịu đựng sự cồn cào trong cơ thể chịu đựng tu vi chấn động chịu đựng loại cắn trả ầm ầm đó, đi ra bước thứ tư, bước thứ năm, thứ sáu, mà chí tôn kiều, chỉ có 10 bước, theo bước chân của mạnh hạo rơi xuống, nhóm 10.000 tiên cung thứ ba trực tiếp sụp đổ, sau đó là nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, nhóm thứ sáu, mạnh hạo từng bước đi ra, khi đi đến bước thứ sáu, khí thế của hắn ngập trời, chí tôn kiều phát tia sáng 10.000 trượng, liên đới toàn thân mạnh hạo, cũng 10.000 trượng phát ra tia sáng, đăng bởi, admin chương 1324, đánh tiên môn. Tiên cảnh chí tôn ý, phương hạo này đã trường thành, vào tiên cảnh, một bước nhanh, từng bước nhanh hơn, từ nay về sau, đệ cửu Sơn Hải có người này hiển hách thanh danh. Mọi người thấy thân ảnh mạnh hạo trong bầu trời. Giờ khắc này, trong lòng của mỗi người, tự hồ đều nổi lên một câu nói đồng lòng, thời đại này, thuộc về hắn. Mọi người của đệ cửu Sơn Hải tận mắt nhìn thấy đến Mạnh Hạo đi ra sáu bước, tiên cung vỡ nát 60 ngàn, từng cái một bị rung chuyển cực mạnh, giờ khắc này, tiên cung sụp đổ, trở thành nền cho mạnh hạo. Chí tôn kiều xuất hiện, trở thành bối cảnh của hắn, hết thảy hết thảy, dường như chỉ là vì vào giờ khắc này, khiến cho mọi người đều vững vàng nhớ kỹ, thân ảnh của mạnh hạo, tất cả thiên kiêu của đệ cửu Sơn Hải đều trầm mặt. Cho dù là vương đằng phi, cũng đều ở trong chớp mắt im lặng này, đều nhìn về thân ảnh của mạnh hạo, nhìn theo bước hắn đi qua, tiên cung bị diệt suốt một đường, phương vệ sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Tiên kiếp của mạnh hạo, khiến cho hắn khiếp sợ. Phương pháp mạnh hạo độ kiếp, khiến cho hắn chấn động, nhưng mà hắn vẫn không cam lòng. Sau khi đẩy ra tiên môn, ta xem ngươi có thể khai mở ra bao nhiêu tiên mạch. Phương vệ cặp mắt đỏ thẫm, dưới sự chú ý của mọi người này, mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, đi ra bước thứ bảy, thân thể hắn ầm ầm, máu tươi rơi trên vạt áo sắc mặt của hắn tái nhợt, cảnh giới vĩnh hằng đang điên cuồng khôi phục, nhưng không cách nào theo kịp sự cắn trả của Chí Tôn Kiều, hai chân của hắn run rẩy, nhưng tiên cung dưới chân hắn cũng run rẩy. Ầm một tiếng, lần nữa vỡ vụn 10.000 tòa, Mạnh Hạo cặp mắt đầy tơ máu. Hắn đã không để ý đến tiên cung nữa. Hắn đi ở trên cầu kia, đi ở trên thứ đã từng so sánh với Chí Tôn Kiều, trước mắt của hắn dường như hiện lên từng năm tháng đã trải qua Từng thân ảnh đã đi lên trên cây cầu này, đây là một tòa vô thượng kiều, từng để cho người đi để hướng đến mức trí cao. Giờ này mặc dù vỡ vụn, nhưng trí tôn khí tức của cây cầu này vẫn đại biểu cho huy hoàng đã từng có. Bất kỳ kẻ nào, nếu có thể đi trên cây cầu này, đều sẽ cảm nhận được loại đó thiên địa trí tôn tối cao đó, mạnh hạo lau đi máu tươi, tóc bay lên, loáng thoáng dường như năm tháng chảy ngược trước mắt hắn mơ hồ thấy được từng thân ảnh của cường giả đang xuất hiện trước mặt, ta cũng có thể. Mạnh hạo lẩm bẩm, đi ra bước thứ 8, bước thứ 8 rơi xuống trong nháy mắt, chí tôn kiều chấn động, phía dưới tiên cung vỡ nát thêm 10.000. Thời khắc này còn tồn tại được chỉ có 20.000 tiên cung, bước thứ 9, thiên địa chấn động, tất cả tu sĩ của đệ cửu Sơn Hải chú ý nơi này đều sôi trào ở trong tâm thần. Bọn họ dường như trở về tới lúc ba đại đạo môn thí luyện trước kia, có cái loại cảm giác nhìn về phía phương một vậy. Giờ này, cảm giác ấy xuất hiện lần nữa, người vẫn còn là người kia, bọn họ dường như nghẹt thở, mắt không chớp, ngóng nhìn Mạnh Hạo. Mỗi người trong giây phút này đều đang đợi Mạnh Hạo đi hết trí tôn kiều, làm vỡ nát tất cả tiên cung, đứng ở trước tiên môn kia, trong tiếng nổ ầm ầm, tiên cung bị diệt thêm 10.000 nữa, cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra chiến ý kinh người, đi ra. Một bước cuối cùng, bước thứ 10, một bước rơi xuống, dưới chí tôn kiều, 10.000 tiên cung cuối cùng tất tất vỡ vụn, hoàn toàn nổ tung, vô số mảnh vỡ tạo thành gió lốc, hình như có tiếng rống giận truyền ra, dường như chúng không cam lòng tiêu tán, không cam lòng để cho mạnh hạo ở nơi này thành tựu chân tiên như thế, nhưng... Bất kể là nhận hay không nhận, giờ khắc này, tự hồ đều phải chấp nhận, tất cả tiên cung, toàn bộ vỡ nát tiêu tán, chí tôn kiều dưới chân của mạnh hạo cũng dần dần mờ đi, trong chớp mắt, biến mất thân thể mạnh hạo chấn động, cắn trả bạo phát toàn diện, máu tươi phun ra, thân thể lão đảo, dường như muốn rơi xuống tinh không, nhưng bị hắn cố kìm nén lại, thân thể run rẩy, giờ này dường như muốn sụp đổ, chí tôn kiều đối với hắn mà nói, là đòn sát thủ, với tu vi giờ này của mạnh hạo, có thể thi triển ra đã là cực hạn. Hắn kiên trì 10 bước, bước qua tiên cung, bị cắn trả, dĩ nhiên bị thương nặng. Nếu không có ý chí cường hãn chống đỡ, sợ đã không cách nào đi hết nhưng hết thảy điều này đều đáng giá trong mắt mạnh hạo ánh sao ngập trời hắn ngẩng đầu giờ phút này đang đứng ở dưới tiên môn bàn bạc vô cùng kia giờ khắc này áp ức đến cực hạn từ tộc nhân phương gia đến đông thắng tinh từ cả đệ cửu sơn hải đều bạo phát ầm ầm mười bước nát tiên cung phương hạo này hắn đã thành rồi tiên vân bị hắn đánh tan hoàn toàn tiên cung bị hắn làm sụp đổ toàn bộ loại đổ kiếp này trước nay chưa có hắn không hổ là phương một cường hành đánh kiếp bá đạo chí cực hay là đây chính là đạo của hắn tộc nhân của phương gia ồ lên khắp bốn phía tu sĩ trên đông thắng tinh cũng chấn động bọn họ trong lúc mơ hồ dường như nhìn thấy được đạo trên người mạnh hạo đó là bá đạo dường như mạnh hạo ở nơi đó phía trước hắn vĩnh viễn không có người khác hay hoặc là nói hắn không cho là người nào có thể vĩnh viễn đứng ở phía trước hắn cho nên mục tiêu của hắn, thủy chung đều là mình, không để ý tới người khác, chỉ vượt qua chính mình, tính tình cũng tốt, lời nói cũng được, tự hồ đều là một loại hư hóa, còn bổn ý chân chính, chính là loại. Bá đạo này, đại tự do, đại tự tại, cũng đều là bá đạo, dòng chính nhất mạch phấn chấn, phương gia tộc nhân kích động, đông thắng tinh bạo phát, những tông môn gia tộc khác, toàn bộ đều vào giờ khắc này, bị mạnh hạo độ kiếp ở nơi này, trung chuyển thần hồn. Hắn đi tới trước tiên môn, giờ này bày ở trước mặt hắn, chỉ còn lại có việc đẩy mở tiên môn mà thôi, đẩy tiên môn, đón tiên quang, khai tiên mạch, hắn Có thể mở ra bao nhiêu mạch, tất cả tu sĩ của đệ Cửu Sơn Hải chú ý nơi này, Thiên Kiêu cũng tốt, lão tổ cũng được, đều đang suy đoán, Mạnh Hạo, một khi khai tiên mạch, có thể mở ra bao nhiêu mạch, hắn đã có thập cảnh tiên tích lũy thâm hậu, mở ra tiên mạch, hẳn là cực hạn 99 cái, có khi nào hắn mở ra một trăm tiên mạch hay không, theo tiếng ồ lên tại các địa phương của đệ cửu Sơn Hải truyền ra, theo từng đạo ánh mắt mang theo vẻ mong đợi ngưng tụ về, vấn đề mạnh hạo có thể mở ra bao nhiêu mạch đã hiện lên trong tim ốc của tất cả mọi người rồi, hắn có thể mở ra bao nhiêu? Phạm Đông Nhi mắt lộ ra kỳ quan, ngóng nhìn thủy tinh, Lý Linh Nhi trầm mặt, nhưng nội tâm của nàng có một đáp án, nàng cho rằng mạnh hạo có thể mở ra. Trăm mạch, đám người triệu nhất phàm, thái dương tử, Tống La Đan, Tôn Hải, đều hô hấp dồn dập. Giờ khắc này, vì sự chói sáng của Mạnh Hạo, ngay cả tên mập cùng với Trần Phàm và các người khác cũng đều ở trong tông môn của từng người chú ý một màn này. Trên Nam Thiên Tinh, Thủy Đông Lưu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười miễn, thời đại của hắn, đến rồi. Chân Tiên, trong đường lâu, phía trước mặt vợ chồng Phương Tú Phong có một cái gương to lớn. Trong cái gương chính là Đông Thắng Tinh, chính là Mạnh Hạo. Giờ khắc này trên Nam Thiên Tinh, huyết yêu sơn, huyết yêu vốn tràn ngập khí tức tử vong, đột nhiên dường như hồi quang phản chiếu, xuất hiện một tia sinh cơ, lão phu. Rốt cục trước khi tử vong, chờ đến giờ khắc này, chờ đến lúc cấp cho ngươi tạo hóa cuối cùng. Thanh âm thương tan quanh quẩn, trong tiên cổ đạo tràng, chỗ đã từng là miếu cổ, giờ này mặc dù là một cái hố sâu, nhưng dưới hố sâu đó, xuất hiện một thân ảnh của lão già. Lão ngẩng đầu, nhìn tinh không, Bên người của lão, có một đóa bỉ ngạn hoa khô héo, nhưng trong sự khô héo này, dường như vẫn có một tia sinh cơ di động. Tiên mạch, người thiếu hắn một đạo nhân quả, thôi vậy, trả lại là được. Lão già lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào bỉ ngạn hoa khô héo bên cạnh, bên cạnh đế tiên giáo, tôn hải, có một nữ nhân. Nữ tử này ngóng nhìn hư vô phía trước. Cả đế tiên giáo đệ tử, phần lớn đang quan sát, nhìn hình ảnh trong hư vô, thân ảnh của mạnh hạo, tiểu đệ, nhất định phải mở ra một trăm mạch nữ tử này chính là phương du nội tâm của nàng lẩm bẩm đột nhiên cảm giác được chướng mắt một bên tôn hải hung hăng đá một đá tôn hải bị đau nhưng trên mặt lại nhanh chóng lộ ra ý ái mộ nhìn phương du thân ái nàng có thể đá ta nhiều hơn vài cái nữa càng nặng càng tốt vẻ mặt này lời ngoài khiến cho toàn thân phương du nổi da gà vô số mọi người đều chú ý mọi người đều ngóng nhìn mạnh hạo ngẩng đầu nhìn tiên môn khổng lồ trước mắt thân ảnh của hắn so sánh cùng tiên môn này bé nhỏ không đáng kể tiên môn mạnh hạo nhẹ giọng lẩm bẩm trong mắt chiến ý dạt dào đến cực hạn thương thế trong cơ thể đang khôi phục hắn bước lên trước tay phải nâng lên hướng vào tiên môn khổng lồ trước mắt bỗng nhiên đánh ra một quyền khai thanh âm mạnh hạo giống như sấm sét ầm ầm truyền ra quả đấm của hắn đụng chạm cùng tiên môn này tiếng sấm chấn động thiên địa Tòa tiên môn này chấn động ầm ầm, một khe hở trong khoảnh khắc mở ra, trong nháy mắt khe hở xuất hiện, vô tận tiên quang từ trong khe hở này trực tiếp tràn ra, chiếu rọi bầu trời, chiếu rọi tinh không, tiên quang rực rỡ, trong một sát na này, từ trong tiên môn thả ra một chùm tia sáng, khiến cho tinh không đen nhánh trong nháy mắt sáng bừng, mặc dù chỉ là một khe hở, nhưng tiên quang từ trong nơi này tràn ra nồng đậm tiên khí, chạy thẳng tới Mạnh Hạo điên cuồng tràn vào tất cả vị trí trên thân thể mạnh hạo, mạnh hạo cặp mắt lộ ra ánh sáng. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ chú ý một màn này đều ánh mắt ngưng tụ, bọn họ không lo lắng mạnh hạo đẩy không nổi tiên môn ra. Bọn họ cho rằng, tiên môn nhất định sẽ mở, điều bọn họ quan tâm, là mạnh hạo nơi này, sau khi đẩy ra tiên môn, có thể khai ra bao nhiêu tiên mạch, mạnh hạo thần sắc lộ ra vẻ quyết đoán, theo tiên khí sáp nhập vào, tám tiên mạch trong cơ thể hắn chấn động, hóa thành 8 con rồng, trôi đi ở trong người, điên cuồng hấp thu tiên khí, không ngừng khiến cho tự thân lớn mạnh, nhưng chỉ là một khe hở, còn xa mới đủ. Phía sau người mạnh hạo, pháp tướng 10.000 trượng âm ầm xuất hiện, toàn thân tia sáng 10.000 trượng, cất bước chạy thẳng tới tiên môn, hóa thành một con đại bàng màu vàng, cùng với pháp tướng của hắn đánh về phía tiên môn, khai. Thanh âm mạnh hạo truyền ra, tiếng đổ ngập trời, khi hắn đụng chạm cùng tiên môn, trong nháy mắt cửa này nổ ầm ầm khe hở lại mở thêm một chút tiên quang nhiều hơn nữa tiên khí càng đậm giờ khắc này vô số người hô hấp dồn dập nhìn mạnh hạo đi đánh mở tiên môn từng luồng lực phản chấn tán ra từ trên tiên môn này cùng tiên khí tràn vào trong cơ thể mạnh hạo khóe miệng mạnh hạo tràn ra máu tươi nhưng hai mắt của hắn càng sáng hơn mạnh hạo tay phải nhấc lên từng dãy núi biến ảo liên miên bất tuyệt bay thẳng tới tiên môn Lắc người một cái, huyết yêu đầu ngưng tụ, một đầu cụng mạnh vào, phía sau pháp tướng 10 000 trượng, lại có người khổng lồ trời xanh, từng quyền đánh xuống, thiên địa chấn động, bát phương nổ ầm ầm, tòa tiên môn này chậm rãi mở ra, tia sáng càng ngày càng nhiều, tiên khí càng ngày càng đậm, mắt thấy khe hở này có thể thông qua một người, đăng bởi admin, chương 1325, khai tiên mạch. Nhưng vào lúc này, trên tiên môn đột nhiên hào quang lưu chuyển, hóa thành một cái đầu thương tan, truyền ra một tiếng gầm nhẹ về phía Mạnh Hạo. Theo tiếng trống vang vọng, một cổ đại lực ầm ầm truyền ra, Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, phun ra máu tươi, thân thể đặng 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 lui về sau liên tiếp, mà tiên môn này lại từ từ muốn khép lại, một màn này khiến cho tộc nhân phương gia rúng động trong lòng. Bọn họ thấy phương vệ đi đánh mở tiên môn, tiên môn càng mở càng lớn, không xuất hiện qua loại cửa còn có thể tự mình đóng lại, nên thời khắc này đều hít ngược một hơi, làm sao lại như thế, tiên môn này. Không ngờ khó mở như vậy, kiếp vân của Phương Hạo cùng người khác bất đồng, cũng có tiên cung. Tiên môn này khó mở, cũng là nằm trong dự liệu, Phương vệ cặp mắt muộn nhiên chấp động, hắn nhìn chầm chầm mạnh hạo, trong mắt chiến ý lại nổi lên. Phương Tú Sơn thì tràn ngập sát cơ, vốn là thần tình rung động, thời khắc này thấy như vậy hóa thành mừng như điên, hắn không mở được tiên môn, tất cả tông môn gia tộc của đệ cửu sơn hải phàm là tu sĩ chú ý mạnh hạo nơi này giờ khắc này đều thất kinh loại tiên kiếp này loại tiên môn này đổi thành những thiên kiêu khác căn bản là không qua được không biết phương hạo này hắn có thể đẩy ra tiên môn hay không trên ngoài bầu trời đông thắng tinh trong tinh không thân thể mạnh hạo lui về sau đến ngoài nghìn trượng thì dừng lại hắn lau đi máu tươi nơi khóe miệng nhìn tiên môn thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn hắn bỗng nhiên bạo phát tu vi, pháp tướng vạn trượng ầm ầm sau khi xuất hiện, thân thể của hắn bất ngờ ngưng tụ cùng pháp tướng, trở thành người khổng lồ vạn trượng, bước lên trước, bước ngang vượt qua nghìn trượng, xuất hiện ở ngoài tiên môn, hai tay nâng lên, đồng thời đặt trên tiên môn, gầm nhẹ một tiếng, hung hăng đẩy về phía trước, tiếng ầm vang truyền khắp bốn phía, tiên môn chấn động, lực phản chấn kéo dài truyền ra, mạnh hạo thân thể run rẩy cảnh giới vĩnh hằng điên cuồng bạo phát, không ngừng chữa trị. Đồng thời, Mạnh Hạo vận chuyển tu vi tới cực hạn, hung hăng đẩy mạnh lần nữa. Oanh, tiên môn xuất hiện một khe hở, tiên quang lần nữa hiển lộ ra tinh không, tiên khí ầm ầm tràn ra, cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, cắn răng đối kháng phản chấn, liều mạng xuất toàn lực thúc dục về phía trước, rầm rầm, tiên môn khe hở càng mở càng lớn, không ngừng mở ra. Tiên quang, tiên khí càng đậm, mắt thấy sẽ phải đạt tới độ lớn trước đó, bỗng nhiên khuôn mặt lão già kia trên tiên môn lại một lần nữa biến ảo, hướng về mạnh hạo gầm thét trống giận, tiên môn lưu quan chuyển động, cổ lực đạo mạnh mẽ lại bạo phát một lần nữa, đánh mạnh hạo, lần này mạnh hạo có chuẩn bị, gần như đồng thời lực đạo mạnh mẽ này đánh tới, hắn lui về phía sau một bước, hai tay bấm quyết, vung mạnh về phía trước, lập tức trong cơ thể hắn, tám tiên mạch đồng thời lóe lên, tạo thành tám cổ lực lượng, xông về tay phải của hắn, khi một quyền đánh ra, hóa thành tám luồng tiên khí hướng về khuôn mặt lão già trên tiên môn, cấp tốc mà đi. trong nháy mắt chúng liền đụng nhau, tiếng sấm giao động bát phương, tiếng nổ ngập trời. khuôn mặt lão già tiêu tán, tám luồng tiên khí cũng cuốn ngược trở về trong cơ thể mạnh hạo, mạnh hạo phun ra máu tươi. nhưng trong mắt chiến ý mạnh hơn, bước lên trước một bước, hai tay xòa ra thành trưởng, lần nữa đặt trên tiên môn, thúc đẩy về phía trước rầm rầm, tiên quang mạnh hơn, tiên khí cuồn cuộn, ầm ầm tiếng vang tiên môn lần nữa bị đẩy ra một chút, một màn này, khiến cho tất cả chú ý người, lần nữa động dung, đó là cái gì, tám luồng tiên khí, đây là thần thông gì, đệ cửu sơn hải ồ lên bốn phía. Mạnh hạo trên mặt nổi gân xanh, tiên môn trước mắt hắn giờ này mở ra khe hở có thể cho chân một người bước vào, nhưng pháp tướng mạnh hạo không đi vào được, kiếp vân, ta đánh vỡ nát toàn bộ. Tiên cung, đánh sụp ta toàn bộ. Tiên môn này ta không mở thì thôi, nếu đã mở, muốn cho nó hoàn toàn mở ra, mới bước chân vào bên trong. Mạnh hạo cặp mắt tơ máu tràn ngập, lần nữa vận chuyển tu vi trong cơ thể, hung hăng nhấn một cái về phía trước, tiên môn này lại mở ra một chút, trong nháy mắt đó, thân thể hắn bỗng nhiên lui về sau, tại cú lui về sau này, trong con mắt trái của mạnh hạo đống sao nháy mắt rực rỡ lên, trong ánh mắt tràn ra tia sáng, ánh sáng này trong chớp mắt nghìn trượng, một cái chớp mắt vạn trượng, che mất thân ảnh của Mạnh Hạo. Đồng thời, Mạnh Hạo nơi đó, nội tâm mặc niệm năm chữ, nhất niệm tinh thần biến, đạo pháp mạnh nhất của phương gia lão tổ đời một, tiếng nổ ngập trời, bốn phía Mạnh Hạo đầy ánh sáng, càng khuếch tán, trong mắt trái của hắn, đống sao bay ra. Khi tới trước mặt hắn, chúng đều hóa thành tảng tinh thần thạch kia, đá này nhanh chóng hòa tan, trở thành chất lỏng, sau đó chạy thẳng tới Mạnh Hạo, trong nháy mắt đụng chạm trực tiếp bao trùm thân thể mạnh hạo, cũng trong thời gian mấy hơi thở này, tiên môn lại chậm rãi khép kín. Mạnh hạo lóe sáng, khoảnh khắc biến mất, khi xuất hiện ở trong mắt mọi người, không còn là pháp tướng, không còn là thân ảnh mạnh hạo, mà là một viên. Vẫn thạch khổng lồ, vẫn thạch này khoảng gần ngàn trượng, long trời lỡ đất, bốn phía bên cạnh hư vô đều đang vỡ vụn, dường như thạch này xuất hiện, khiến cho tinh không chấn động. Ngay sau đó, một cổ khí tức cường hãn bạo phát trên tảng đá này. Trong tinh không, bất ngờ vào giờ khắc này, xuất hiện vô số tinh quang, những tinh quang này cấp tốc kéo tới, ngưng tụ trên vẫn thạch, dường như, giờ khắc này nó không còn là vẫn thạch, mà trở thành tinh tú, ông một tiếng, tinh tú chợt bay ra, chạy thẳng tới tiên môn, tốc độ cực nhanh, khiến cho tất cả người nhìn thấy được đều chấn động trong lòng, trơ mắt nhìn này đá này đánh tiên môn, nhất niệm tinh thần biến, tộc nhân của phương gia, đại trưởng lão thần sắc đại biến, thất thanh lên tiếng. Sau khi lời nói của lão truyền ra, bốn phía những thứ vẫn thạch kia xuất hiện khiến cho các tộc nhân nghi ngờ. Họ hiện giờ đều hít ngược một hơi, thần sắc ầm ầm biến hóa. Cái gì? Đây là... Nhất niệm tinh thần biến, đạo pháp mạnh nhất của lão tổ đời một, nghe nói có thể hóa thân trở thành tinh tú, có thể hủy diệt hết thảy nhất niệm tinh thần biến. Phương Hạo ở trong tổ địa không ngờ thu được nhất niệm tinh thần biến, trong gia tộc điển tịch có ghi chép. Thuật này sau khi đến cực hạn, có thể hóa thân một viên tinh tú chân chính. Khi tu sĩ của Đông Thắng Tinh cùng đệ cửu sơn hải bị mạnh hạo hóa thân tinh tú làm kinh hải, viên tinh tú này đang bay nhanh về phía tiên môn, trong chớp mắt, đụng chạm cùng tiên môn, ầm một tiếng, trực tiếp đánh vào trên tiên môn, tiếng nổ ngập trời, sóng gợn khuếch tán hướng về bốn phía, dường như trong sự va chạm này ẩn chứa lực lượng trung chuyển bát phương, khiến cho tiên môn đều chấn động, gió lốc ngập trời, rồi liền theo đó chớp mắt một cái tiên môn truyền ra nổ, bỗng nhiên mở ra, một cái chớp mắt, liền mở ra toàn bộ, tiên môn mở tới trình độ lớn nhất, giống như là mở ra khóa chốt vậy, tiên quan vô biên vô tận, điên cùng khuếch tán ra. Trong tiên quan này vẫn tồn tại tiên khí vô tận, cùng lăn lộn phun trào, giờ khắc này, tinh tú biến mất, mạnh hạo thân ảnh biến ảo, hắn sắc mặt tái nhợt, sau khi hiện thân liên tục phun ra 4 năm nguồn máu tươi, thân ảnh bị tiên quan bao phủ, bị tiên khí bao vây tiên khí vô cùng vô tận tràn vào toàn thân mạnh hạo tràn ngập tất cả vị trí trong cơ thể hắn tám tiên mạch lập tức chấn động bắt đầu lột xác cùng lúc đó đường tiên mạch thứ chín của mạnh hạo cũng trong một cái chớp mắt này trực tiếp ngưng tụ ra nhưng đối với người ngoài hiển lộ ra trước mặt mọi người ở ngoài tiên môn không phải là mạch thứ chín mà là đệ nhất mạch bất kỳ kẻ nào thành tựu chân tiên cũng sẽ vào thời khắc đẩy ra tiên môn tiên mạch hiển lộ bên trên tiên môn Hóa thành từng con tiên long, kinh thiên động địa, thời khắc này, tại đỉnh đầu của Mạnh Hạo, trên tiên môn, tiên long thứ nhất đang với tốc độ thật nhanh, không ngừng ngưng tụ ra, tiên khí kinh thiên, tiên quang rực rỡ, tinh không bị chiếu rọi giống như ban ngày, tất cả mọi người của Đông Thắng Tinh đều nhìn thấy một màn này, mất tiếng, tiên môn. Khai, tiên mạch đang ngưng tụ, Phương Hạo có thể mở ra bao nhiêu mạch, vô số tu sĩ chú ý, trên tiên môn, tiên long thứ nhất hoàn toàn xuất hiện phát ra tiếng gầm thét. Tiên mạch thứ hai lần nữa ngưng tụ ra, sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong chớp mắt, tiên khí bàn bạc vượt qua thanh đồng long trong minh cung nội không biết gấp bao nhiêu lần, 10 cái, 20 cái, 30 cái tiên mạch, rầm rầm xuất hiện, 30 tiên long bay múa, giữ tận gầm thét. Mỗi tiên long cũng làm cho người của đệ cửu Sơn Hải chú ý, nội tâm rung động, trận mắt há hốc mồm, nhất là những thiên kiêu chân tiên lại nhảy dựng lên ở trong lòng. Đây là đây là tiên mạch, thế nào lại mỗi một cái tiên mạch, đều lớn hơn gấp mấy lần với so những người khác thành chân tiên ngưng tụ ra tiên mạch, tiên kiếp khó khăn, trước nay chưa có, tiên môn khó đẩy, cũng chưa từng có ai. Dưới tiên kiếp cùng tiên môn như vậy thành công xong, cho nên tiên mạch so với những người khác sẽ cường đại hơn rất nhiều, đông thắng tinh phương gia kinh hô không ngừng, phương vệ sắc mặt tái nhợt, nhìn chầm chầm mạnh hạo. Chiến ý của hắn khi nhìn đến mạnh hạo đối kháng tiên kiếp cùng quá trình đẩy ra tiên môn, đã trải qua bao nhiêu trắc trở, nhưng vẫn còn. Giờ khắc này, đông thắng tinh kinh hô truyền khắp bát phương, đệ cửu sơn hải tông môn gia tộc tu sĩ đều rung động trong lòng. Tiên mạch của mạnh hạo làm cho bọn họ thất kinh, tiên mạch cường hãn đại biểu người này có chiến lực trong tiên cảnh, không có gì sánh kịp. Dưới chí tôn tiên kiếp, thành tựu. Chỉ có chí tôn tiên lão ở phía sau Phạm đông nhi nhìn hình ảnh trong thủy tinh nhẹ giọng lên tiếng cùng phán đoán như bà ta là tất cả lão tổ của tông môn gia tộc bọn họ khi nhìn về phía mạnh hạo đều trong mắt có tia sáng lóng lánh nội tâm nổi lên các loại tâm tư đúng lúc này trong tiên môn manh hạo bị tiên quan che đậy thân thể bị tiên khí bao vây cơ thể hắn nổ ầm ầm ngập trời tiên khí vô cùng vô tận tràn vào khiến cho thân thể của mạnh hạo vang lên tiếng ca chấn động ngoài 40 tiên mạch lần nữa ngưng tụ tiên mạch, 41 điều, 45 điều, 50 điều. Trong tiếng oanh minh, ngoài tiên môn, tiên long có tới 50 điều, không ngừng bay múa phát ra tiếng gầm thét. Thanh âm truyền khắp bốn phía, phàm là người nào nghe được, đều khiến ý thần chấn động, nhưng hết thảy còn chưa kết thúc, 55 điều, 60 điều, 70 điều, 80 điều. Trong thời gian ngắn ngủi, tiên môn tiên long đã xuất hiện 80 con. 80 con tiên long này, tản ra khí thế kinh thiên, bay múa trong tinh không, gầm thét tạo tiếng động quanh quẩn, trung động tất cả tu sĩ thấy một màn như vậy, mạnh hạo toàn thân oanh minh, trong cơ thể như bị xé rách, tiên khí vô cùng tận tràn vào, hướng về phía tiên mạch thứ 81, ầm ầm ngưng tụ, rất nhanh, tiên mạch thứ 81 ngưng tụ ra xong, ngay sau đó là 82, 83, dưới sự chú ý của mọi người, ngoài tiên môn, xuất hiện tiên mạch thứ 90, đăng bởi admin chương 1326, trên trăm mạch. 90 đầu tiên mạch bay múa bên ngoài tiên môn, bất kỳ đầu nào đều lớn hơn gấp mấy lần so với tiên mạch của những thiên kiêu đạt tới chân tiên khác, hoặc nhìn vô cùng dữ tợn, hiện lên lớp vảy rồng rõ rệt, trông rất mạnh mẽ, tựa như mỗi một tấc trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Mà giờ phút này, ánh sáng tiên môn vẫn mãnh liệt như cũ, tựa như không bao giờ dứt, kèm theo đó là tiên khí tràn ngập như không có điểm cuối, bao phủ toàn thân mạnh hạo, không ngừng tràn vào từ mọi lỗ chân lông trên người hắn, đây chính là thanh tẩy, bất kỳ một chân tiên nào, sau khi đẩy ra tiên môn đều sẽ nhận được một lần thanh tẩy duy nhất, nội tình càng sâu, tích lũy càng dày, thì thu hoạch trong quá trình thay tẩy sẽ càng lớn. Tiếng sấm mãnh liệt truyền ra, tất cả tiên khí trong cơ thể Mạnh Hạo đang hướng về đầu tiên mạch thứ 91 ầm ầm ngưng tụ ra, không lâu sau, mạch thứ 91 đã ngưng thực, bên ngoài tiên môn lại xuất hiện thêm một con tiên long, 92 mạch 93 mạch, 94 mạch. Một nén nhang sau, dưới tiên khí không ngừng tràn vào, Mạnh Hạo đã mở ra mạch thứ 95 trong cơ thể. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Thắng Tinh, còn có tất cả tông môn gia tộc trên đệ cửu Sơn Hải, đều kinh hải. 95 mạch, đã vượt qua rất nhiều thiên kiêu. Không biết hắn có thể vượt qua 98 mạch của phương vệ hay không? Trước hắn, phương vệ của phương gia, chính là người đứng đầu. Khi tiếng trầm trồ ở khắp nơi truyền ra, Phương vệ liền ngẩng đầu nhìn chầm chầm mạnh hạo, trong lòng hắn trở nên khẩn trương, hắn không cam lòng huy hoàng thuộc về mình bị người khác cướp đi, ánh mắt hắn nhìn về phía mạnh hạo hiện lên vẻ dữ tận, Phương Tú Sơn nghiến răng nghiến lợi, đã hận mạnh hạo đến cực hạn, trái ngược với bọn họ, tộc nhân dòng chính nhất mạch lại càng thêm phấn chấn, kích động nhìn thân ảnh mạnh hạo, dường như bọn họ đang thấy được hy vọng dòng chính nhất mạch cuộc khởi, ầm, trong cơ thể mạnh hạo vang lên tiếng nổ ầm ầm, bên ngoài tiên môn, đầu tiên long thứ 96 chợt gầm thét xuất hiện, sau đó là đầu tiên long thứ 97. Cho đến nửa nén nhang sau, tại khu vực tinh không bên cạnh tiên môn, đầu tiên long thứ 98 chợt ầm ầm xuất hiện, lúc bắt đầu nó còn mơ hồ, nhưng rất nhanh đã ngưng thực, mấy hơi thở sau liền hoàn toàn thành hình. Giờ khắc này, 98 đầu tiên long bay múa xung quanh tiên môn, khí thế như nuốt núi sông, quanh động cửu thiên, nhưng không đợi mọi người trên đệ cửu sơn hải kinh hô, trong cơ thể mạnh hạo lại lần nữa truyền ra nổ ầm ầm nổ, bên cạnh 98 đầu tiên long kia, vào giờ phút này bất ngờ lại xuất hiện thêm một con tiên long hư ảo, con rồng này mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh đã được ngưng tụ ra, trở thành đầu tiên long thứ 99, vào giờ phút này, đệ cửu Sơn Hải đã hoàn toàn chấn động, tiếng kinh hô từ khắp mọi nơi không ngừng truyền ra, các tộc nhân phương gia, sau một khắc yên tĩnh ngắn ngủi, liền bạo phát ra tiếng kinh hô trước giờ chưa từng có, bọn họ kinh hãi bọn họ hoảng sợ, bọn họ đang được tận mắt chứng kiến, một thiên kiêu cuộc khởi, 99 đầu tiên mạch, đã vượt qua phương vệ. Phương Hạo mới chính là người chói sáng nhất của phương gia ta, độ cao mà bao nhiêu năm rồi chưa có ai đạt tới, rốt cuộc phương Hạo đã làm được, 99 đầu tiên mạch, cách đại viên mãn 100 mạch trong truyền thuyết chỉ còn một đầu. Trong lúc tộc nhân phương gia còn đang kinh hô, phương vệ ngược lại tỏ ra bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng thân thể của hắn lại phản bội lại nội tâm của mình, không ngừng run rẩy. Sau khi Mạnh Hạo mở ra 99 mạch, hắn khó có thể bình tĩnh nổi nữa, hắn không dám tiếp tục quan sát, nếu lại nhìn tiếp, hắn sợ rằng sẽ mất đi quyết tâm chiến đấu với Mạnh Hạo, không chỉ có hắn như vậy, mà giờ khắc này, tất cả thiên kiêu trở thành chân tiên của đệ Cửu Sơn Hải cũng đều trầm mặt, nhắm nghiền hai mắt, bọn họ cũng lựa chọn không tiếp tục quan sát Mạnh Hạo nữa, bọn họ có đạo của mình có con đường của mình, nếu trên đường đi tới phía trước bị mất đi tự tin, mất đi đạo tâm, thì tu vi của bọn họ sẽ vĩnh viễn dừng lại. Mạnh hạo, đã trở thành một ngọn núi cao lớn cản trở tất cả tu sĩ cùng thế hệ trong thời đại này. Nếu không ai có thể vượt qua ngọn núi này, thì cuối cùng, ngọn núi mạnh hạo kia, sẽ đạp lên toàn bộ thiên kiêu của thời đại này, đi về hướng đỉnh phong. Sắc mặt phương tú sơn tái nhật không có chút máu, trong chớp mắt khi mạnh hạo mở ra 99 mạch, hắn như bị một quyền vô hình dán mạnh vào trong lòng, hắn hiểu rõ, giờ khắc này mạnh hạo đã chính thức cuộc khởi, một bước lên trời, nhưng hắn vẫn chỉ là tiên cảnh. Ánh mắt phương tú sơn lộ ra một tia điên cuồng, đúng lúc này, trong khi mọi người còn đang suy đoán, 99 mạch có phải là cực hạn hay không, thì thần sắc mạnh hạo lại lộ ra chấp nhất, hắn vận chuyển tiên mạch trong cơ thể, sau một chu thiên tiên lực cuồn cuộn vận chuyển khắp cơ thể, lại lần nữa bạo phát. Thân thể mạnh hạo chấn động mạnh, một cảm giác đau đớn kịch liệt như bị xé rách da thịt truyền đến trong cơ thể hắn lần nữa truyền ra tiếng nổ ầm ầm vào giờ khắc này tựa như có một đầu tiên mạch từ trong cơ thể hắn bị cưỡng ép mở ra một trăm mạch mạnh hạo gầm nhẹ một tiếng tất cả tiên long bên ngoài tiên môn lúc này đều đình chỉ bay múa đồng loạt ngẩng đầu phía trên bọn chúng bất ngờ xuất hiện một thân hình mờ ảo thân ảnh ấy xuất hiện khiến tất cả tu sĩ đệ cửu sơn hải sau khi thấy một màn như vậy trong đầu như bị lôi đình oanh kích Hoàn toàn nổ tung, bên ngoài tiên môn, đầu tiên long thứ 100 dần ngưng tụ, ngày càng trở nên chân thật, mấy hơi thở sau đã trực tiếp hiện ra trong mắt mọi người, vô cùng chân thật, chính là tiên long do mạch thứ 100 tạo thành, trong nháy mắt khi mọi người nhìn rõ, tâm thần lần nữa chấn động ngập trời, vô số tiếng hít hà, vô số biểu cảm khó có thể tin nổi, vô số người chết lặng, những hình ảnh này không ngừng hiện ra ở khắp mọi nơi trên đệ Cửu Sơn Hải, khi 100 mạch toàn bộ được mở ra, một trăm con tiên long cũng đồng loạt gầm lên ngập trời, một trăm con tiên long đều đồng loạt gầm lên, khiến trời long đất lở, tinh hà rung động, toàn bộ tộc nhân phương gia đều trở nên chết lặng, ngơ ngác nhìn một trăm con tiên long bên ngoài tiên môn kia, trong đầu trở nên ong ong, một lúc lâu sau, mới truyền ra tiếng kinh hô lớn hơn bất cứ lần nào, trăm mạch. Đúng thật là trăm mạch, phương gia ta, lại xuất hiện một thiên kiêu mở ra toàn bộ trăm mạch, phương hạo, mạnh hạo, phương một, tên của hắn, từ nay về sau, sẽ danh chấn đệ Cửu Sơn Hải, dòng chính nhất mạch điên cuồng, phương gia điên cuồng, toàn bộ tu sĩ trên Đông Thắng Tinh cũng đều trở nên điên cuồng, bọn họ nhìn về phía mạnh hạo trên bầu trời, mặc dù chỉ thấy được vô tận tiên quang nơi đó, nhưng trong mắt bọn họ vẫn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, trăm mạch toàn bộ mở ra, đó chính là cảnh giới trong truyền thuyết, bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai trên đệ Cửu Sơn Hải đạt tới, mạnh hạo chính là người thứ nhất. Hai mắt Phương vệ vốn đã nhắm nghiền, nhưng trong chớp mắt này hắn không nhịn được lại mở ra khi nhìn thấy trăm đầu tiên long kia khóe miệng hắn liền tràn ra máu tươi hai tay nắm chặt phương tú sơn trông rất quỷ dị ánh mắt vốn đã nguy hiểm của hắn giờ phút này lại càng sáng lên mãnh liệt hơn đại trưởng lão ở một bên cũng đang bị chấn động ánh mắt của lão trở nên mờ mịt trong đầu lão như đang trở về lúc đầu tiên khi mạnh hạo về đến gia tộc đứng dưới đông thiên môn phóng lên huyết quang mười ngàn trượng bảy lão tổ dưới lòng đất lúc này cũng đều đứng bật dậy nhìn mạnh hạo thần sắc lộ ra vẻ nghiêm túc trước giờ chưa từng có người này là chí tôn trong tương lai của phương gia ta thất tổ khẽ lên tiếng ánh mắt làm như tùy ý nhìn thoáng qua lục tổ trông như đang khiếp sợ nhưng trên thực tế trong mắt lại hiện ra vẻ lạnh lùng kia đông thắng tin sôi trào các tông môn gia tộc trên đệ cửu sơn hải vào giờ khắc này cũng sôi trào những thiên kiêu kia không có mấy người có thể duy trì nhắm mắt lúc này cũng từ từ mở ra, khi nhìn thấy một trăm đầu tiên long bay múa xung quanh mạnh hạo, đáy lòng của bọn họ càng ngày càng chìm xuống, trăm mạch thì trăm mạch đi, cảnh giới trong truyền thuyết thì sao, tiên cảnh chí tôn thì sao chứ, trận chiến với hắn, vẫn phải tiến hành, không sai, hắn có đạo của hắn, chúng ta có con đường của chúng ta. Hết thảy, còn chưa nói trước được. Những thiên kiêu kia, từ trong trầm mặt, ánh mắt lần lượt lộ ra chiến ý, cuối cùng, cũng xong. Toàn bộ tu sĩ đệ cửu Sơn Hải nhìn về phía Mạnh Hạo bị tiên quan che mất, bọn họ hiểu rõ, một màn đẩy ra tiên môn này, đến đây là kết thúc. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tiên quan cùng tiên khí xung quanh Mạnh Hạo lại tiếp tục tràn vào cơ thể hắn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời, ngay cả thân phận phương một, ta cũng đều đã lộ ra, vẻn vẹn một trăm mạch, còn chưa đủ. Mạnh Hạo lẩm bẩm rồi ngửa mặt lên trời thét dài, cùng lúc đó thân thể hắn chợt truyền ra tiếng nổ vang trời. Rầm rầm huynh, những tiếng đổ vang trời từ trong cơ thể Mạnh Hạo, tiếng sau to hơn tiếng trước, liên tiếp truyền ra bát phương, hào quang trong tiên môn lại càng thêm rực rỡ, tiên khí tràn ngập ra, một màn này khiến tất cả mọi người đang chứng kiến đều thất kinh. Đây, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn mở ra mạch thứ 101? Điều đó không có khả năng, trăm mạch đã là truyền thuyết, sao có thể xuất hiện 101 mạch chứ? Trong lúc tất cả mọi người đang hiện ra vẻ không thể tin nổi, thì trong cơ thể mạnh hạo, tám đầu tiên mạch đã có từ trước đó chợt ầm ầm ngưng tụ bên ngoài tiên môn, một mạch, 102 mạch, 103 mạch, 104 mạch, chỉ trong chớp mắt, lại nhiều thêm bốn mạch, lập tức toàn bộ đệ cửu Sơn Hải, phàm là những ai đang theo dõi, bất bể là tu sĩ tầm thường hay lão tổ của các tông môn gia tộc, toàn bộ đều trợn tròn mắt không thể tin nổi, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh đến cực hạn, bọn họ đều nhìn về phía mạnh hạo, Nhìn về mạch thứ 104 của Mạnh Hạo kia, sau đó lại bất ngờ xuất hiện mạch thứ 105, lại nữa. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm của hắn từ trong tiên quang truyền ra, vang vọng khắp không gian, sau một loạt tiếng sấm từ trong cơ thể ác hết toàn bộ âm thanh vang lên, mạch thứ 106. Hiện ra, trên mặt Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, toàn bộ tiên mạch trong cơ thể chật chấn động, mạch thứ 107 bỗng nhiên xuất hiện, lại nữa. Mạnh Hạo gầm nhẹ, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ kinh thiên vượt qua mọi lần trước, vang vọng khắp Đông Thắng Tinh, truyền vào trong tinh không, mạch thứ 108 trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện ra, mạch thứ 108 này chính là tiên mạch hắn ngưng tụ ra, sớm nhất trong cơ thể, giờ phút này, vô số người trên đệ Cửu Sơn Hải đều đã trở nên vô cùng kinh hãi, bọn họ tận mắt nhìn thấy, xung quanh tiên môn đang có 108 đầu tiên long gầm thét bay múa, trong vô cùng uy vũ lại thấy được mạnh hạo bên trong tiên quang dường như vẫn chưa dừng lại đăng bởi admin